Còn bông không chị, bông là gì chị? Chị Nguyễn Hương ơi, cái động gì nè chị, được không? Rồi, lên xuống gọi đi chị Trần Hồng Nhung, cho 15 ngàn mấy chị được kiểm tra hàng nha. Rồi bộ này mấy chị 6 mua đổ lại giùm em. Ủa đẹp quá nha. Rồi xe cho mọi người 75 ngàn. Ok, bộ là phải 100 ngàn cho chị Thơ Năm. Rồi bộ này mấy chị đẹp quá nha, 75 ngàn. Ủa luôn cho mấy chị nghe, satin. Ôi ôi, hàng xịn luôn mấy chị nghe, hàng này nè. Đó, rồi mấy chị 75 ngàn đùi. Có bột đổ cầu không? Đây, bột đổ cầu 30 ngàn. 30 ngàn bột đổ cầu. Ok, Trần Hồng Nhung cái gọi lập thể quần dài 115 nè. Trời ơi, cái bộ này bữa chốt có không đủ luôn mọi người nghe mấy chị, mango sắc nách quần dài size 56 mỗi lại vừa mọi người nghe. Đây mấy chị siêu đẹp luôn. Đó, 150 mua xe có 135 nè. Vậy nào lấy bộ này cái mã trắng nha. Trắng 135 giùm em. Ủa Thi, mày có nhớ chốt hết trơn mà ai mà văng lên đây một cây vậy trời ơi. Rồi trắng 135 65kg cao như chị Thơ Lâm ơi. 76kg không có chị Dung ơi. 76kg không có chứ yêu ơi. Đang trộn kem vậy hả? Rồi mấy chị nghe bộ lụa dây 50-60kg bằng vừa mọi người nghe, bộ này lụa hàng. Đẹp quá, lụa lửng. Rồi bộ này hãy lấy cho em 60 ngàn thôi. 50-60kg bằng vừa mọi người nghe mấy chị. Xanh dây lửng giùm em 60 ngàn. Rồi mấy chị bộ tay dài Phương có là 6 mua đổ lại đẹp cho em mọi người nghe, đẹp không? Bộ nào cũng đẹp. Ừ, kể cái hàng mà người ta chọn rồi mà nó văng ra là nó hay đẹp vậy đó. Vừa cái chị Thơ Lam cái đó là vừa đó. Còn nếu mà chị Lùng là không vừa. Cam nói 6 là vừa đó chị. Cái phơm là phơm 65kg mà em đọc trừ hao quá chị. Em đọc trừ hao cho mấy chị thấp thấp á. Rồi tay dài phơm 6 mua đổ lại vừa nghe chị nào, câu cao 62 sale 95 ngàn. Xanh dây lửng 60 ngàn cho chị Văn Thi Lê. Rồi mấy chị ơi, trời ơi, bộ be xanh đó chị, 55-65. Be xanh nó đẹp lắm á. Be xanh đẹp lắm mấy chị ơi. Trời ơi, đây nè, nó nằm. Đây nè em ơi nè, trời ơi, cục này cục hàng xả nè Quyên. Trời ơi, cái đùa này bữa không đủ bán luôn mọi người nha. Rồi 50-60 cái bằng dừa. Ngọc Thông Cầu cho Trang Thì nè. Trời ơi mấy chị nghe, lụa đẹp lắm. Bộ này người ta bán 150, em bán 75 ngàn nè mấy chị. Bán nửa giá mọi người tin không? Thật sự em bán gì còn giật mình mà. Rồi xanh giùm em 75 ngàn. 50-60 cái bằng dừa. Xanh 75 ngàn. Đen tay dài cho bạn Lon. Trời ơi Lon ơi, bộ nó đẹp. Đẹp nhất găng luôn nghe Lon nha. Cái phần đó, cái phần đó Lon thích. Tại vì cái áo cọc nó hơi gọng gọng là Lon thích. Rồi bà nào xã của tao hai bộ này thì nó dành giật không bán đủ luôn. Hồng giùm em mấy chị nghe đùi 50-60 cái bằng dừa rồi nghe 75 ngàn. Có nghe chị Như Khanh rồi. Đó, beo xanh 85 mấy chị Kiều Nga Nguyễn. Rồi mấy chị 50-60 cái bằng dừa. Đẹp lắm mấy chị. Ủa chứ không mọi người nghe 75 ngàn. Cân xỉu luôn. Beo xanh cái gì bộ gì vậy? Beo xanh 95k là gì ta? Beo hết beo rồi nghe chị ơi. Ok chị Quỳnh Kim Thư. Bộ đùi xanh đúng giá như bên kia. Bộ đùi xanh chị bán đúng giá như bên kia. Làm sao chị, em bán có 75 ngàn đó chị. Đợi đi làm lại mua nữa chắc là cũng phiền. Chị ơi có dài băng nati không là gì ta? Ồ bộ nhí vàng nãy quá trời người mua đó nè. Rồi nhí vàng 89 ngàn lụa mango mới lửng mấy chị gái nha. 50-62 cái bằng dừa. Rồi nhí vàng mọi người nghe 89 ngàn nhí vàng giùm em. Nhí vàng 89 ngàn. Không biết nè chị yêu ơi. Rồi mọi người nghe 65 đổ lại giùm em nè. Lụa mọi người nghe, lụa này lụa hàng có size mọi người nghe đẹp lắm, 85 ngàn. Đó, 60 đổ lên nha, 65-67 lại dừa. Cái mã sọc với chị nghe, sọc giùm em 85 ngàn sọc. Rồi vàng cái gì, vàng nhí bông tiếp là gì ta? Rồi mấy chị 50-60 cái bằng dừa em mấy chị gái nha. Đùi em 70 ngàn. Đó lụa đẹp mọi người nha. Dạ cảm ơn chị Trần Hồng Nhung nè. Rồi 50-60 cái mọi người
Ok chị Nguyễn Bo. Ờ vậy đi chị, bà cho cái bill đi. Chừng nào hàng có bà cua có cái bill vào trong đó đó. Rồi mọi người nghe, 50-55 cái bạn đẹp cho em nè. Rồi xanh này sale mọi người 50.000. 50-55 cái bạn đẹp mọi người nghe, xanh 50.000 giùm em nè. Ai lấy xanh chút xanh giùm em, xanh 50.000. Xanh nó bơm hoài luôn. Cái lô đó hết nữa, kiếm chẳng ngay quá. Rồi mấy chị yêu em một cái áo lẻ nè. Áo lẻ này mấy chị nghe, cái nó có cái dúng sau lưng nha. Có dúng sau lưng như thế này. Đây mấy chị. Ok, cảm ơn chị Hà Châu luôn. Chị Liễu chẳng phải lập thể hả? Lập thể. Lập thể mình còn lập thể gì lụm lên thôi à. Rồi cái áo này mấy chị gái nghe đẹp ha. Ồ mấy chị. Rồi xe xả xuôi mà ngồi nghe, áo 50.000. Áo 50. Xanh 50 chị Huy Nguyễn theo số hỏi đi chị. Bảo cái gì ta? Không có miếng nắng mà mưa hoài luôn. Rồi mấy chị nghe không gấm Nhật Thái. Size này 50-55 cái bằng vừa mọi người nghe mấy chị, 95.000. Mọi người thấy không, cái gì em cũng có bán hết chứ. Đại Lợi ơi, cái đó là mẹ mặn ngắn á. Mẹ em không chịu đâu. Mẹ không không chịu đâu nghe cục vàng ơi. Chị biết ý của mẹ em rồi. Áo 50.000 cho chị Nguyễn Duyên Trần Tú. Rồi bọn này 95.000 mấy chị gái nha. 50-55 cái bằng vừa 95.000. Bộ đang mặc sale có 100.000. Nam Hào là Lê Dương gọi tét nách không bắt máy hả? Để chờ Út Khanh anh may coi. Em không hiểu vì sao mọi người nghe. Em không biết luôn. Mấy chị cho em hỏi thăm khúc này mấy chị gái nghe. Ví dụ như nè, điện thoại tới mọi người nghe nó reo. Mấy chị làm sao mọi người không nghe máy được á chị? Kỹ chỉ em cách nào mà mốt người ta điện em không nghe cơ mọi người. Em bức nhất lắm mọi người nghe, lỡ mà em đi toilet mấy chị gái nghe người ta điện phải không? Em kéo quần ra không kịp luôn với chị gái nghe, mà em dán cố gắng em kéo mọi người nghe, em làm li chế chân vô mà em nghe không kịp là em bấm điện lại lỡ liền luôn. Bấm điện lỡ liền luôn mọi người nha. Cho Thanh Mai nắm cho này là cân trong này nè. À, bỏ đang cầm 60 cái không vừa mà chị Nhung ơi, 60 cái là có size khác vậy. Có 60 cái dạng số 3, này có số 2 à. Rồi 50-55 cái bằng vừa mọi người nghe mấy chị đẹp không? Gắm đẹp cực kỳ luôn, 95.000. Cái này là khách không nghe máy này chị. Đó, không nghe máy đó. Rồi cái mã hồng á chị, 95.000 hồng. Nè cục vàng ơi, nám này chị xài kem nám này chị, 165.000 nghe kem Thanh Mai. Dầu nóng của Thái hay chị, em có dầu nóng của người ấy. Để im lặng nè, có dầu thơm không? Có. Chị Thi Nhã ơi, chị muốn xài dầu thơm Thái hay là chị muốn xài dầu thơm nhập? Em có dầu thơm nhập hết kìa. Rồi đây mấy chị nghe kem Thanh Mai nè, 165.000 hũ nha chị gái nha. Kem này nó dặn gì nè, mua à. Đây chị, đó, kem nó dặn gì nha. Em cũng đang xài kem này. Ok, đợi em xíu nè chị nha. Ai nè, kim nhi màu đỏ. Rồi mọi người nghe đẹp không, lụa màu. Bộ này mọi người nghe 50 đổ lên nha, 52 kéo lại mấy chị bạn đẹp em nè. Quần chín mắt luôn mấy chị. Rồi sale mọi người mấy chị nghe đỏ giùm em nè, 65.000. 40 đổ lên nha, 52-53 lại mấy chị bạn vừa em. Ồ mấy chị nghe dễ thương lắm. Rồi 65.000. Dầu thơm mà muốn xài dầu thơm gì. Để chế độ em lặn mấy chị uống hả. Đây mọi người em 53 cái nè. À, cái này có màu khác luôn mọi người nha, 65.000. Rồi mango này Nguyên Cần ơi. Ôi ôi cái chị mango 65 lại vừa. Gửi chung với Mi Quỳnh cho em. Chị Quỳnh Nguyễn lấy cái gì? Quỳnh Nguyễn lấy cái bộ đùi bộ gì 50.000 nè, gửi chung với gì đây? Mi Quỳnh cho em, ok. Không, cái này không ai của Thái chị, cái này của Việt Nam, em có lời của Thái nữa. Mày quỳnh như đã có đơn gì hết không? Rồi mấy chị nghe vàng em nè. Vàng mango 125.000. Ok, bộ đỏ 65.000 cho chị Cẩm Hồng. Phê phê nha. Trời ơi mấy chị đẹp nè. Rồi bộ này mấy chị 40-52 cái bằng dừa nè, 95.000. Ôi ôi cái này bỏ bát không đủ. Bộ đang mặc 65 cái dừa không, bộ nào chị? Ôi
Thôi mọi người thấy luôn chưa? Để em tặng bộ này cho mấy chị coi. Bữa đó chưa có máy kịp, bữa nay thế nào cũng trời kịp mà. Rồi bắt đầu hết hết rồi đó. Em nhìn ai vậy? Ê nhìn nghe có một số vô chân nghiêng bà vậy trời. Lo cái cầm em chị thi. Ê mọi người nghe dễ thương chứ mấy chị không? Cái này có quần em bên trong mà ngồi nghe chứ, cái này bạn không bàn nghe mấy chị nha. Rồi cái gì? Ê nhìn nha, ai cũng một logo tượng trưng riêng, vàng ba logo. Chị Loan vàng nói cái vàng ba logo là người chia sẻ fan cứng rồi thêm người theo dõi gì đúng không? Chị thử cái áo hồng 95kg quần dài sức kem quá đã, phái. Rồi Mango đưa lên chị xem, bọn Mango đưa lên chị xem, ok được, bọn Mango dạng chị xem. Ồ mấy chị mà dễ thương nha. Rồi mấy chị nghe. Rồi mấy chị. Ồ 40 lỗ lên, 55, 56 lại vừa nè. Bi tầng này sao mà ngồi 85 ngàn nha. Thôi lấy bộ này cho bả bi đen. Đó, bi đen 85 ngàn. Đây nè chị, Mango nè. Mango đẹp lắm, xuất sắc. Bữa nay sao nó hiện gì tùm lum chân luôn. Rồi Mango vàng 125 ngàn, mã Mango vàng. Ok, bi đen 85 cho Phương Nam. Chốt bộ đang mặc cho chị Trần Ngọc Tho. Ok chị Tho, lột nó liền luôn. Đẹp lắm chị Tho ơi, cái này là chị coi cái phom quần nè, đã lắm chị. Đó, em tại em có cái bệnh là kéo lo, em kéo cao lắm. Tại vì đâu rồi, bà kia bạn bộ nào. Bi đen nó 55 đấu lại, 40 55 đấu lại. Bộ nào bạn, bộ nào cũng đẹp hết trơn. Bộ nào cũng đẹp hết trơn, 10-95 nè. Không cấm giật thái, mấy chị tưởng tặng sao cho em chia tốn tiền. Mấy chị tốn tiền mà em có lấy được cái gì đâu mấy cha, phải không? Cho chị coi dầu thơm. Ok, bi đen chị Lê Lan. Cho chị cây mão luôn đi. Màu bi á. Bộ chị mặc như ký dừa, có màu khác không? Bộ đó hả chị, hết màu luôn rồi, cái này là hiện nay không nghe máy nữa mấy chị. Đẹp á, bộ này 55 nối lại giùm em nha, 95 ngàn. 55 nối lại nè, chị này muốn mua hai bộ đẹp nhất sách luôn, không nghe máy. Đó, vàng chị sao không đưa quần cho mẹ con mừng. Vừa nghe, mẹ 45 cái bản này vừa nghe, mẹ đưa cái quần này nè mẹ. Quần này. Được, hết hủ luôn. Hết hủ luôn, được chị nè, cái quần này chị. Nè chị, cái quần nè, đẹp lắm. Đó, quần 100, bộ này 125 ngàn mấy chị ơi. Rồi lấy chốt mọi người nha, 125 ngàn. Rồi bộ đang mặc có 61kg không? 61kg nó kiểu khác nữa chị. Cái này size số 2, chị 61kg là bạn size số 3 chị. Rồi chị yêu lấy chốt em mấy chị yêu ơi. Mọi người cho em một nút chia sẻ nó coi mấy cục vàng. Cái này em like lâu, bữa nay mới dài chia sẻ bèo quá. Ok dừng hơn lấy bộ vàng 125 nè. Rồi bộ này mấy chị nghe, chị gái nào chốt lượm giùm em nè. Rồi mấy chị bi 85 ngàn, em còn bi xanh đen đó nè. Đó, 40 đổ lên nha, 55 nó lại mấy chị bằng giùm em nha, cái này xe nhỏ vậy nha. 40 đổ lên, 55 nó lại đẹp giùm em nha. Xanh đen giùm em, 85 ngàn mã xanh đen. Ồ mấy chị nghe lụa đẹp á. Đây mọi người nghe siêu đẹp em nè. Rồi xanh đen. Đó, đang cầm hả chị. Có là xe nhỏ đó chị nghe, vàng. Cam. Ok, bộ đang mặc chị ruột của em nè. Trời ơi chị, cái kem này nè, mụn thăm em bao chị luôn. Đây, chị mụn chị thăm nghe trắng da. Đặc biệt một điều là khi mấy chị hết mụn là sẽ không tái mụn lại nha. Em cam kết với mấy chị luôn. Đó, 120 ngàn hàng này của Thái nha mọi người nha. Kem chị mụn của Thái giùm em. Mấy chị xuất kem lên nó không thấy kem mọi người nghe. Nó chỉ hơi vàng nhẹ cái mặt của mình thôi nha. Vả lầm mấy chị nghe, chị mụn tràn nhang mấy chị nghe nó cũng mờ luôn. Trắng da cho mấy chị luôn nha. Rồi ai lấy bi comment màu. Có bi hồng đó mấy chị. Bi hồng đậm, bi hồng dâu. Rồi cục vàng lấy bi gọi màu mọi người nha. 40 đổ lên, 55 là đẹp nha mấy chị. Vải đẹp ghê luôn á. Vải bi này lụa đẹp lắm mấy chị nha, sale 85 ngàn. Ủng quá. Ủng ghê luôn mọi người nha, vậy đẹp, 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 đẹp. Rồi bộ thun 90
mới bỏ xuống 61 kia đẻ xíu em lên chị. Có nó có sai khác chị ơi, hiểu không? Rồi serum, có serum chị mụn thâm không? Có luôn. Có serum có ngày luôn chị gái nghe, serum là 120 luôn. Serum 120, mụn 120 luôn. À, cái gì chị ơi, em về Cà Mau mà ghiền đồ Cà Mau, gửi về Cà Mau chị. Bà chuyên chẳng này về Cà Mau hả? Rồi mấy chị yêu nha, đó, bi hồng, bi xanh đen, bi cam, bi vàng, bi đen. Rồi ok, chị Thu Trang, hồng bi. Chị hồng nào chị? Hồng đậm hay hồng dâu? Chị em bạn là hồng dâu nha, lấy hồng đậm hay hồng dâu. Cục vàng nó có hai hồng, nó có hai hồng nha, cục vàng nha. Rồi mấy chị nghe thun nè, đẹp ghê luôn. Cái bộ này mấy chị size 55-62, cái bạn đẹp mấy chị ơi. Rồi quần chính mắt giùm em á, đẹp 115 ngàn. 55-62 cái bạn vừa mọi người nghe, 115 ngàn. Đẹp quá, 115 ngàn. À lấy comment mấy chị gái nha. Hồng dâu, ok, Thư Trang lấy bộ này hồng dâu nè. Rồi đây chị nào nãy hỏi ton nè, bà Nguyễn Dung nè, ton nè, ton mua cho mẹ nè. Đó, ton này là 85 ngàn bộ nghe người ơi. Rồi 40 đổ lên, 52 là dẹp. Đuổi với sâu len mà xe ba hả? Xe bé là nhiêu ký em ơi? Rồi mấy cục vàng nha, 40 đổ lên, 52 đó là đẹp mấy chị gái nha. Chứ mã bi nè, bi em 85 ngàn. Bộ thun 115 nha chị Trần không kho, ok cục vàng. Ton 9, ton 95 hả? Đây nè em. Cái ton 95 nó không có xe nhỏ nữa nha. Cái nó có size là L, XL hay X là size bự không à. Rồi 60kg hả? Đuổi sâu len 60kg, 60kg mà sao bạn bay ít ta. Rồi đây nè em ơi, cái này là 85 ngàn nha, Nguyễn Dung nha. Nó cực kỳ đẹp luôn nè. Rồi sọc vàng, lấy sọc vàng, comment sọc vàng giùm chị nè. Rồi lấy em kem với serum, ok chị Chi Bi Ngô. Lên lộ lọc thải phải không? Ok, đợi em xíu nha chị. Ủa cái này lấy mất rồi. À cái này mấy chị vàng giọt giùm em nha. Đó, sợ nó rút chị. Cái ton nào nó cũng rút nhẹ hết trơn chị gái nghe. Còn cái ton kia bà chịu gọng không? Em có size 60kg à. Cái ton kia, cái ton 95 ngàn là mình có size L không không đi? Cái gì? Hết size nhỏ hả? Có, cái ton 95 ngàn nó còn size nhỏ mà. Còn size nhỏ không? Rồi, bi đậu nhiêu ký? 40-52 ký bằng vừa nghe chị Lương Thảo ơi. Rồi à vậy hả, có đem mua cái gì? Rồi bà thấy này không được phải không? Ok ok, chị Cẩm Hồng em biết rồi, chị Cẩm Hồng chiều gửi vô Messenger cho chị để em kìa em coi cho chị. Ok chị Cẩm Hồng nha. Giờ bà không chịu con này phải không? Không chịu thì em khỏi lên nha, tại bây giờ chỉ có con này thôi. Bộ đó hả chị? Bộ đó là 85 ngàn bộ nha chị gái nha. Không quần dài còn không? Có mùa dài là không vậy chị? Cái thông mà thứ nãy đã mua tay nhiêu, mấy chị mua tay nhiêu? Rồi mấy chị pyjama lẫn. Rồi bộ này 60 đó lại vừa mọi người nghe, 85 ngàn. Ai lấy bên hồng giùm em nè. 50-60 cái bằng vừa mọi người nghe, chứ mã hồng lẫn 85 ngàn. Chị Nguyễn Phượng nói giờ chị chưa chốt cái gì luôn á. Chị Phượng ơi, nói giờ chị chưa chốt cái gì luôn nè, cục vàng ơi. Chị đọc Nguyễn Phượng này bây giờ chưa chốt gì hết trơn. Chị, cái bộ đám mây nãy mặc các em đang hỏi chị mà không biết chị ok không? Chị mua size 50kg mà em nói chị là cái 50kg là nó không có rộng. Chị ok thì em chốt cho nghe chị Nguyễn Phượng ơi. Rồi mấy chị, 40-52 cái bằng dừa đen. Ừ. Đó. Không, chị Nguyễn Phượng này có Hồ Chí Minh. À, Kiên Giang à, Kiên Giang. Vậy hả? Có nói lại là xe nhỏ đó mà Nguyễn Dung ơi, bà mẹ bà bốn mấy cái bạn xe đó đó. Nó chỉ giúp nhẹ thôi chứ không có giúp gì nhiều đâu. Chị có bán bộ dưỡng mi không? Em đang nói giá với nhỏ đó mà nó chưa nói xong. Xe ai hả? Có bi dâu 63 cái không vừa nghe chị hư vị Lưỡng Thảo ơi. À Long ơi, à, sắp tới là mình sẽ chuyển qua gói hàng bằng cái bọc ấy nha. Ok, đưa cho chị giờ Thơm Thái đi. Giờ Thơm Thái 75 ngàn. Rồi 50-60 cái bằng vừa mọi người nghe, chứ mã hoa đỏ mọi người nghe, 85 ngàn hoa đỏ.
mấy chị, đẹp quá nè. Rồi 50-60kg bằng vừa ngồi nghe trên mã xanh đen nè. Xanh đen 85.000 xanh đen mấy chị yêu ơi. Rồi mấy chị nè, vô thông thái là 75.000 chai dùm em. 75.000 chai vô thông thái, giờ có má điện đi đâu rồi, biết đường đâu lấy má. Rồi mấy chị, 10 chai, lộn 10 cái khăn 20.000. 10 cái khăn 20.000. Mấy chị lụa đẹp quá nè. Rồi 50-60kg bằng vừa mọi người nha. Quần dài. Bọn này bán nhiêu quên thôi. Quần dài. Rồi mấy chị 50-60kg bằng vừa mọi người nha, 115.000. Chiều lấy bọn này chớ mọi người nha, đỏ giùm em 115.000 mã đỏ. Rồi mấy chị, 50-55kg bằng vừa mọi người nha. Tôn xanh giùm em 85.000. Mặc cầu á, em bảo em sale có 19.000 à. Em nhập vô là ba mấy ngàn, em sale có 19.000 rồi. Giờ em về em bán gì giờ chị? Em là ba mấy ngàn cái em để, chứ em không nhớ giá em bán có mười mấy ngàn. Xanh đen 85 chị Trần Thị Minh Nguyệt. Có bia, có cổ bia ma không? Trời ơi, bia ma thì có cổ bia ma chứ giỏi gì em không biết đừng trả lời này chị cô. 50-55kg bằng vừa, mấy chị nghe tôn xanh giùm em 85.000 tôn xanh. Hỏi cho tôi trả lời với tôi chị. Rồi mọi người nghe mấy chị, 50-60kg bằng vừa ha. Rồi tôn xanh phải không chị Phương Diễm, nói tôn xanh phải không, phải ok em nè, comment giá tiền cho mọi người nha. Rồi tôn xanh 85 chị Vito luôn, cái cây này em còn nè. Rồi cho em mã nhí đỏ mọi người nha, 60 đó lại vừa, 95.000 quần dài nhí đỏ. Ủa cái này bộ xã hả? Mười một ngày luôn hả? Vậy hả? Đỏ 115.000 là quần dài. Có pyjama. Có. Đậu nãy giờ lên nhóc chưa? Đỏ là quần dài nghe Hồng Nhung ơi. Rồi mấy chị đẹp không? 50-60kg bằng vừa mọi người nghe. 10 khăn lao 20 chị Trang Thầy. Một dầu thơm chị Thiên Nhỏ, dầu thơm thơm lắm chị nghe, bao thơm luôn. Rồi pyjama là quần chính đắt với chị nghe, 95.000. 50-60kg bằng vừa mọi người nghe, chứ mã sữa 95.000 em, mã sữa. Sữa 95.000 mấy chị yêu ơi. Cái này là gì nữa trời. Trời ơi mọi người. Rồi đồ ton. Đồ ton này mấy chị 60 đổ lại giùm em nè. Của em là lửng bi ma nha chị, đúng rồi. Đúng rồi chị Trần Minh Nguyệt ơi, lửng bi ma đó em còn luôn á. Chị muốn mua lửng bi ma nữa không? Em lên cho. Rồi mấy chị nhí đỏ 95 cho chị Phi Văn. Rồi mấy chị ton đùi. Trời ơi đẹp cực kỳ mọi người nha. Rồi cho em mấy chị 50.000. 60 đó lại vừa mấy chị nha. Đỏ đùi 50.000, đỏ đùi nè. Em mua. Chị Nhung lấy cái gì? Lấy cái bộ 115.000 phải không? Rồi xanh mấy chị ơi, 60 đó lại vừa, xanh 50.000 nè, ton nè mấy chị đẹp á. Xanh 50.000 mã ton xanh. Ngủ. Chị Nhung lấy bộ 115 này, comment bộ 115 giùm em đi chị Nhung ơi. Rồi vàng giùm em luôn. Giữ đơn. Rồi mấy chị 50.000. Ui. Rồi sữa 95 cho chị Trần Hồng Nhung. Xanh 50.000 con chị Vi To. Ok. Cảm ơn chị Trần Minh Nguyệt nha. 70kg hả chị? 70kg có pyjama nè chị. Rồi mấy chị bé nè. Mấy chị bé 20 chị nào mà bé nó tròn quá mấy chị nghe là 27 đủ lại. Đó là em ba bộ nha, vậy là chị Nhung lấy bộ đỏ 115.000 luôn đó đi. Rồi đỏ đùi 50.000 cho chị Mai Lê. Chị thích cái này ha, để em coi coi, không biết coi bây giờ nó còn hàng không chị nha. Cái này là em lấy hàng sale á, có nghĩa áo nó sẽ sale lô cho em á nghe chị Trần ơi. Nó sale lô cho em, ở dụ như lô đó là 500, 300, 700, nói chung là nó không có lô nào mà dưới 100-200 hết trơn nha, ít quá không có bán. Rồi xanh bé 70.000 nha chị Quy To nè. Còn đùi không, còn đùi số nhỏ nha em ơi. Rồi lấy chốt mọi người nha chị nè, xanh đen bé 70.000 đẹp lắm. Rồi nè
xanh đậu bé nè, vàng đùi 50.000 cho Nguyễn Dung nè, dầu thơm bao nhiêu chai, 70, dầu thơm nhập hả chị, dầu thơm nhập là 85.000 chai, thơm lắm, cực kỳ thơm luôn chị nghe. Nhưng mà tại vì á em lấy về rồi mọi người nghe, nhưng mà em hỏi lại là cái nói chai của em like không được, like không được mọi người nghe, nói nếu mà chị muốn coi thì chị nhắn tin em chụp hình của chị coi, chứ em like không được, nếu mà like là cái trang em bay liền luôn, có nói là hàng có thương hiệu chị ơi, không dám đăng luôn. Lấy xong rồi mọi người nghe, bây giờ đăng đau tim, tại vì like không được, dơ lên là bị che bị ấy liền. Rồi ok, xanh đậu bé nha chị Thu Trang. Cái này á chị, bé là 18 tới 27 kg nha, còn bé chị nào mà 30 kg thì em bé đó 30 kg là bé nó phải 5 tuổi thôi nha, chứ bé 7 tuổi là không vừa. Xanh đậu bé Lý Thanh, ok Lý Thanh, xanh đậu bé cái đó em còn nhiều lắm, cái đó còn đủ mẫu luôn, đủ màu mọi người nghe, màu xanh, màu đỏ, màu vàng gì từ lứa trơn á đó. Trời ơi mấy chị nè, đầu ủa bộ đen đẹp ghê nè. Rồi 55-62 kg bằng dừa mọi người nghe, bộ đen là lụa nghe. Đen lụa giùm em, chị yêu lấy chốt liền. Đen lụa 65.000, 55-62 kg bằng dừa mọi người nghe, 65.000 đen lụa. Lý Thanh quen, Lý Thanh là Úc Gòm hay gì đó. Đúng rồi, 26 kg bằng được nha. Lấy xanh đen á, xanh đen á. Rồi mọi người nghe mấy chị nè, dễ thương ngày qua nay giờ con em thật sự mọi người đâu đâu chắc hết mẹ 50 bộ rồi đó. Rồi cái này là xe L. L này mọi người nghe, là bé là 30-35 kg, 30-35 kg mọi người nghe, 6-7-8 tuổi, 6-7-8 tuổi mọi người nghe, 30-35 kg bằng dừa, 65.000, thun đẹp dữ lắm mọi người nghe, thun là em bao mọi người đẹp luôn, tại cái cây này là em đặt luôn á, nó có là 8 size mọi người nghe, đó, 8 size là size từ 10 kg cho tới bé 45 kg mọi người nghe, đó em đặt 8 size lận á, 65.000. Cái bộ bé đó còn màu còn size chứ không có thêm không. Ok vậy Trần Hồng Nhung, chị bên nhân viên sẽ đốt điện chút đơn cho chị nè. Rồi bộ này là chị Nhung 61 kg nè chị đây, 60-65 kg bằng dừa nghe, chứ mã tím 95.000. Tên đỏ đùi đó em hết rồi nghe chị Tịnh Tâm yêu dấu ơi. Em còn như số 2 không thầy? Chị Tịnh Tâm ơi, chị nhiêu ký hả chị? Bé 30 kg mấy tuổi chị? Cho cái tuổi giùm em chị Vito ơi. Có nghe chị Kim Chi, có chị đếm lên cho. Rồi ai lấy bộ này chốt liền em mọi người nghe, 95.000. 60-65 cái bằng dừa 95.000. Đồ thằng bài bạn đẹp sức nữa, để tao nói mày đã đẹp đừng có cãi không, tao nói mày rồi cái giải đẹp lung linh luôn. 60-65 cái bằng dừa mọi người nghe, đẹp ghê, mấy chị nghe đuổi nè, đuổi thiết kế mấy chị nghe, 115.000. 60-65 cái bằng dừa, ở bên này thành phố nhận mau lắm, thành phố gõ nhận mau. 60-65 cái bằng dừa mọi nghe, đuổi thiết kế em 115.000. Rồi em 45 kg màu đen hồi nãy vừa không, rộng lắm chị ơi, đừng mua, rộng lắm nghe, cục vàng nha. Rồi mọi người mấy chị nè, ôi ôi mấy chị manh gồ hai cổ này dễ thương cho. 62 là vừa, bộ tím ok, tím cho đại lợi. Chị Mai Lê hình như được có gì thích ngừa xong nhận đồ vậy luôn nha. Rồi ai lấy bộ nhí này cho em 95.000 nha, manh gồ lửng dễ thương mấy chị, đẹp lắm. Rồi 62 cái lại vừa mọi người nha, cái em mã nhí 95.000 nhí. Bộ đang cầm 61 kg 95 em mua, bộ này phải không? Ok. Chị Nhung có bộ tím nó tím còn. Có đuổi màu thiêu không hả? Đuổi màu thiêu em mua xe máy. Có 4 tuổi không chị Hương? Có. Trang Thùy ơi, 4 tuổi mấy ký? Trời ơi, 4 tuổi là bằng tuổi với con em, con chị nào mà bằng con em nè. Con gái nhỏ em là 3 tuổi rưỡi, con gái lớn em là 4 tuổi rưỡi nha mọi người nha, em đẻ năm 1 mới vậy. Để tao đặt coi. Ok. Rồi mấy chị nghe nè, đuổi này dặn đuổi thiết kế mọi người nghe, đẹp quá, size 4 ít nè. 60-65 cái bằng dừa mọi người nghe, 115.000, đuổi thiết kế đẹp lắm mấy chị. Quần dài luôn. Trời ơi mấy chị coi đẹp nè. Đó, 60-65 cái bằng dừa mọi người nghe, 115.000, em có bộ y xì luôn mấy chị nghe, đẹp lắm. Có đồ ngố, lấy em 2 bộ 60 kg. Chị Thanh Hiền 2 bộ 60 kg hay bằng chịu ngố gì? Ồ mấy chị nghe, chị mua đồ bé hay đâu người lớn nè chị Thanh Hiền ơi. Rồi 60-65 cái bằng dừa người nghe, cầm em mã 44 nè,
15 ngàn, mấy chị vô nghe mã 44 giùm em. Vậy nào lát nữa mã 44 mấy chị. Đẹp quá nè. Rồi, bộ đuổi 62 kg, ok. Bộ đuổi 62 kg nè nha chị Phương Nguyễn nè. Kẹo dứa giá 165 ngàn nha chị Hoa Vinh nè. Kẹo dứa đó, bà chị khách sĩ em bác ngậm nói nha, bữa nay bác còn có 6 mấy ký. Lên còn 65 kg lửng, ok, có luôn nha chị Hương Khoan. Bộ này nào bà chị comment bộ đầu tiên được không? Chị lấy màu nào á chị yêu ơi? Chị Việt Kiều chưa nhận được đồ nữa hả? À, chị Trần Hồng Nhiêu ơi, nhắn tin vô cái trang giùm em chị gái nha, chị em chụp hình cho. Chứ giờ này chị biết sao không? Đồ nó vô cây có nghĩa là mọi người mua phải không, là bên em phải cắt cây nè. Số điện thoại của mấy chị nè, số 1 là nằm chung nguyên một cây, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 bên em sẽ điện từ từ. Ví dụ như mấy chị số 9 là tụi em ra cây số 9 trước, điện như đó mấy chị nghe. Sầu ô chị 18 kg, bạn gái lớn em luôn. Rồi bạn mấy này vừa hết luôn. Đây chị, 18 kg 4 tuổi là bạn vừa hết luôn. Chị gái nghe nó hơi cộng cộng hơn thôi. Là bạn là con mình bạn vừa luôn chị. Tay dài là 79 ngàn, tay ngắn là 70 ngàn. Chị muốn mua nào? Có đủ chính mắt nha chị ơi. Ừ, chị Phương Nguyên ơi, chị lấy đuổi màu nào chị Phương Nguyên ơi. Đây là chị, em lên này đưa ba bộ đuổi lại chị nè. Nè chị, chị 62 kg bộ nào cũng vừa hết trơn nè. Bộ đuổi màu nâu nè. Màu đỏ, có mẹ. Màu vàng. Đó, để cho em để cho con em là đủ màu luôn mọi người nghe, một cây là đủ màu đủ size cho nó luôn á, đẹp lắm. Chị Trần Hồng Nhung nhắn tin vô trang fanpage cho em đi chị em chụp qua cho. Rồi mấy chị nghe, 40 đổ lên, 52, 53 là vừa mọi người nghe, bộ này 100 ngàn. Bà Huệ Quỳnh Hồng mới gặp cái này bỏ mê lắm nè thầy. Rồi mấy chị ơi, mịn khói giấy 100 ngàn, ok Thi Nhã, ok là bộ màu vàng. Đây bộ màu vàng là cho chị Nguyễn Phương nè. Kem gì để hợp hợp chị, cái đó không phải là kem chị, cái này là cái đó là chị thăm gì tùm lum hết trơn mấy chị nghe. Còn kem thì chị muốn xài kem gì nhà em cái gì cũng có bán hết trơn chị. Rồi mấy chị, 4 cái quần lót nè, quần này mấy chị bạn bao ghiền luôn, quần giúp nhật thông hơ mọi người nghe, 4 cái có 85 ngàn thôi đó. Size đó là 65 là vừa mọi người nghe, 4 cái 85 ngàn. Chị hả? Ờ đó chị. Chị bộ mà đúng rồi có nghe chị Nhung ơi, có đồ bé trai nghe, biết chị Bùi ơi mua say nhiêu đồ bé trai 26 kg mấy tuổi chị. Ở đây là đưa chị cái cây lập thể đó đi, cây lập thể mà số 1 đó đi. Rồi mấy chị nghe, cái áo sơ mi nè 65, 67 lì vừa, áo sơ mi này sao dùng người 79 ngàn, áo sơ mi mọi người nghe. À lấy áo sơ mi, chốt áo sơ mi giùm em, áo sơ mi 79 ngàn. Rồi 50, 55 kg bằng vừa mọi người nghe, chứ mã ton bi mấy chị nghe 85 ngàn. 50, 55 kg bằng vừa mọi người nghe, ton bi giùm em 85 ngàn mã ton bi. Rồi đây nè chị, đây đó cái bộ này tự nó kiểu như kiểu màu tím nãy nha, mà nó màu vàng. 60, 65 kg bằng vừa mọi người nghe, 95 ngàn, ok. Vàng cô tông mệnh 100 ngàn cho Thanh Xuân. Ơi còn bộ màu cam nó kệ lấy luôn đi bà Thanh Xuân dùm thị. Rồi mịn khói lưới còn màu khác không em? Hết rồi chị. Vàng 100 ngàn nó còn không đi, chứ còn không. Ok chị Hương Phan. Còn bộ màu cam đâu thôi, để có xếp bộ màu cam. Bà mẹ phải liền qua bên kia rồi. Rồi mấy chị ơi, vàng này 95 ngàn nha. Lên đầu bé không? Rồi bộ bi ma bé trai 6 kg 13. Không có em ơi, không có bé trai rồi. Không có bé trai à, nghe bích như bụi ơi. Có bé gái không à, lụa có bé gái không à. Rồi cam mịn mọi người nghe, 52, 53 lại mấy chị bạn đẹp 100 ngàn luôn. Xuất sắc mọi người nghe, đẹp lắm. Rồi mấy chị nghe, quần ô mì. Quần ô mì em có size từ 40 cho tới 67 kg bằng vừa nghe mọi người nghe. Quần ô mì đẹp lắm, 95 ngàn. 95 ngàn cái quần ô mì, lấy quần ô mì chốt giùm em. Vàng 95 chị Quỳnh Mỹ Ngọc, ok chị Diêu nè. Bữa nào xe ngứa muốn sao, mình muốn bán mấy ca. Rồi mấy chị nghe, lọc thể nè, bé trai bé gái đều bận được nè. Đây rồi bộ kia màu tím, đúng rồi chị Hương, hỏi ăn gan mua ít hay nhiều cũng 20 kg phải không? Đúng rồi, chính xác. Bộ tính lộn mà 25 ngàn, cái gì nói nghe coi, có tính lộn 25 ngàn không? Em vô cha vô trong trong quá đơn coi lại. Có thùng bd bé 3 tuổi đến 8 tuổi, có quan trọng số cơ số ký nha. Rồi nè mấy chị đẹp ha, đây mấy chị lên thích bộ bé nha. Rồi lập thể đây nè,
Rồi size số 1, người ngang số 1 á là 10 cho tới 15 kg. 10 15 kg mọi người nghe, là cái này đã chị hao cho bé rồi, mọi người đừng chị hao nữa, hiểu không? Đừng chị hao nữa nha. Bé 3 4 5 tuổi mọi người nghe, đừng chị hao nữa nha. Rồi một cái quần 57 kg là cho chị Càng Ngọc Tho. Có nghe chị Hằng Nguyễn ơi, đồ bé đó có bao nhiêu ký, có xe bự luôn hết Thịnh ơi. Cái này có xe bự mọi người nha. Rồi quần ôm mì chị Phụng Nguyễn cho em số ký lên chị Phụng ơi. Chị Phụng số 16 cho số ký lên em. Quần em có size mấy chị hiểu không? Mấy chị phải cho quần kèm size quần đó mấy chị ơi, em cho mấy chị bạn thử. Quần dài nghe chị Trần, chị Linh Trần ơi. Bạn thử nếu không em trả lại cho em 95.000 bạn thử chứ mặc shipper em luôn. Áo hoa mông nghe chị nghe, quần dài áo hoa mông nghe chị, quần nó dài lắm. Rồi bi lửng cho em, ok bi lửng 85.000 nè cho chị Hương Phan. Bé 3 tuổi thì 13 kg, 8 tuổi thì 20 kg, có luôn. Rồi ok, để giờ bây giờ là thi, bây giờ làm bây giờ bé 3 tuổi. 3 tuổi 13 kg cho chị cây số 18. Rồi đồ con nó thấy cân ờ mấy chị, dễ thương lắm. Đây nè. Đây, quần đẹp lắm. Mua đi mấy chị, cảm ơn chị Tú ha. Em bao mấy chị nè, đây nè. Đây. Bé 3 tuổi nè, không có tại chuyến này gỡ đơn chung với Mơ Thiện Danh sợ chi phí cao nên em hỏi. Tại vì hai chị thích một nên em không có tính thêm, tại vì hai người dồn chung với nhau em cũng bù xếp nặng. Nhưng mà thôi, chị em mình tình nghĩa là trên hết, hiểu không? Nên em tự bù quá, hiểu không? Rồi, bé 3 tuổi 13 kg đây. Rồi, em lấy cho chị Hương Phan rồi. Bé trai 40 45 kg để em lên có không nha. Không chị, em không có quần qua được gói. Rồi đây mấy cục vàng ơi nè, em lên từ size cho mấy chị mua nè, đây. Bé nè, bé trai 40-45, để em coi còn bộ nào không nghe chị Hoa dạy nha. Bé 10-15kg nè, 3-2-3-4, 2-3-4 tuổi đó mấy chị nghe, số ký số tuổi số ký giùm em nha. Đây mấy chị nè, nó có mon xanh, mon hồng nè, chuột đỏ nè, mon xanh nè, tàu ô mấy chị nghe, mèo mèo hồng. Rồi, con mon hồng. Đó. Rồi, Elsa, cô gái Elsa nha. Đó, chị nào lấy cho em, ví dụ như mọi người nè, mọi người mua 5 bộ em lấy cho chị 5 hình khác nhau. Trời ơi, sáng giờ mọi người em dưới thi chốt nghe mấy chị kêu em nữa. Đẹp đẹp không mọi người nghe, mấy chị lấy 5 bộ đến 5 hình, 3 bộ, 3 hình, 4 bộ, 4 hình mọi người nghe, bao đẹp luôn. Rồi, đây chị, bé 3 tuổi, 13 kg. Đây mấy chị gái nghe, 65.000 bộ nghe, thun đẹp dữ lắm nha mọi người nha. Thun là thun Quảng Châu á. Đó, một cây gì nó có 8 size, nên mọi người mua thoải mái nè. Đó. Rồi, cục vàng đầu chốt thì mấy giùm em liền nè. Đây, đó, quá đẹp luôn. Rồi, lấy cho em coi bé gái 35kg 7 tuổi, 35kg 7 tuổi là bạn xe L. 35kg 7 tuổi là bạn xe L đó, Bi ơi, đó. Em là em bảo nó cũng như vậy đó mấy chị ơi. Ừ, nó là cũng hình y chang vậy nè, nó cũng Doraemon nè. Cô gái Elsa nè, đó, cô gái Elsa nè, rồi con chuột vậy nè. Chuột, rồi con mèo, vậy đó mấy chị. Rồi, chúc... chị chút mặc áo màu vàng cho em coi được không, áo màu vàng là áo nào ta? À, áo nào chị, là áo nào chị? Rồi, mẫu đó có 40kg không Hương? Có chị, 40kg bằng XL. Rồi ok chị Minh Nguyệt nha. Rồi ai lấy chốt mọi người nghe, đẹp quá nè, bé nè. Tàu không có rộng đâu chị. Tàu con gái nhỏ em nè, con gái nhỏ em nó là 4 tuổi nha, nó 14, 15kg đó. Là nó bặn nghe chị, nó. Bà ơi, bà ừ. Không, bà còn để mặc được. Ừ. Để cho nhỏ xíu rồi chạy còn sao cũng không nữa. Chị, bặn được hết trơn nè. Em nói chị nghe, bà bặn đi. Đó, tàu ô, cái này là con nít nó bặn lỏng lỏng. Bà cái số 18 nhớ nhất rồi, bà không còn gì nữa. Ok, chị Liễu Trăng. Lộn bụng em hết rồi. Lộn bụng em hết là chú ai dạy đợt sau nghe. Rồi mấy chị nghe, 3 tuổi có thể thao nào mà 70kg không hả? Thể thao 70kg hả? Rồi mấy chị bộ này 100.000 nè, mấy chị đẹp quá nè. Ok, quần mì 67kg chị Phụng Nguyễn có nghe, chị Phụng Nguyễn ơi. Rồi chị kia thì lấy em coi. Ê đứa cây chị 35kg 7 tuổi là xay lờ được rồi. Cho em coi đồ bé màu hồng. Chị Trang Thì, chị Trang Thì nãy bé 4 tuổi 18kg bạn cái này cũng được nè. Rồi, đây màu hồng hả, màu hồng, bấm hồng gì? Đây nè, hồng con mèo nè.
Không có tím nè chị Ngọc Ngân ơi, không có tím chị. Rồi bộ trên vai hả chị? Hết, ê, còn màu vàng với màu đó hết á. Ba bộ 3 tuổi ok, trời ơi bà lấy đi. Em bảo đảm với chị là bạn đạo đẹp nha. Đã con gái em này em bạn em biết mà. Đó, con gái của chị là bạn cỡ con gái nhỏ em chứ đâu. Là nó bạn này nè chị, trụ bạn lên dễ thương lắm chị ơi. Em qua nay em lấy hai đứa con em gần 50 bộ đó, em nói với mấy chị không tin chứ một phòng bây giờ em ship không nổi luôn rồi kìa. À ok, đợi em xíu nghe chị Kim Nguyễn Thiên ơi. Áo đó không có ngắn đâu chị. Rồi, qua tới size L qua không, đợi em xíu mọi người, cái này size số nhỏ. Rồi, lấy chị bộ màu hồng 11kg. Ok, chị yêu nè. Trời ơi, bà ơi, cái màu hồng 11kg nó đẹp gì đâu luôn nè. Nó 11kg nè. Rồi, ô qua với đồ Phật nè. Đây nè. Đây. Ok, Lý Thanh đợi xíu là có không nè. Để coi có không nghe Lý Thanh ơi. Cái đũa thiêu mà sao 3X mình còn không đi. Ôi, ôi, đẹp. Không có ống gọn, ống nhỏ Lý Thanh ơi. Hồng vàng cũng được, ok chị yêu nè. Rồi nè, con chị nào nè, 35kg 7 tuổi nè. 35kg 7 tuổi có nha. Rồi 8 tuổi mấy ký. Quên rồi, chị Thanh Xuân ở nãy 8 tuổi là 8 tuổi 20kg, ok, ừ. Rồi, đồ con trai em có, bữa nay đồ con trai còn lập thể không à. 8 tuổi vừa không, 8 tuổi là thấy nên lờ đó chị. Ok, có thể lấy 5 màu, trời ơi đẹp không à bà ơi nè. Con cưng là 30, nãy ba mấy tuổi ta? Bác Thịnh là 35kg 7 tuổi. Trời ơi bà ơi, 35kg 7 tuổi là bao đẹp luôn. Ờ, chị đang like nghe, có gì xuống like chị kiếm nhai chị báo cưng nghe cưng. Rồi, 4 tuổi phải không? Rồi, đưa bộ 100 ngàn cho chị gì Mỹ. Cái bộ này nhỏ nghe, 40-52kg à. Bộ 100 ngàn là 40-52kg bằng vừa nghe chị gái nha. Đó, 40-52 cái bạn vừa. Đó, con bà 4 tuổi có bạn cái size nãy luôn á. Đây nè, bà lấy màu gì? Bé trai có lập thể không à. Bộ này hả chị? Bộ lập thể là 55 ngàn nha. Còn có bộ ngố bé thì 65 ngàn chị. Đây nè, bé trai giờ còn lập thể không à. Lập thể nữa chị gần số ký giùm em đi. Lập thể này em có size là từ 15 cho tới 40kg. Rồi, có lập thể thao 65kg không á? Có nghe chị. Đẹp, ôi mấy chị đẹp quá. Ôi ôi mấy chị ơi, hình đẹp không à. 8 tuổi 3k, 8 tuổi 30kg có chị. Lấy mấy bộ comment mấy màu em đi. Mấy chị có thể comment số điện thoại nè. Rồi số tuổi của bé, rồi cái số ký đi. Chị nhân viên em điện chút đơn, rồi nó cho mấy chị đọc màu. Ví dụ như nè, con mấy chị 8 tuổi nè. Ờ, mấy chị muốn lấy hình con chuột, lấy con chuột, lấy con gái Ursa nè. Rồi Doraemon, mọi người muốn lấy gì chị cũng lấy cho mấy chị đúng không. Rồi chị Lê thì Yến Nhi, lấy hồng với xanh size XL. Lên xuống hỏi, lên xuống hỏi ngay cục dạng nha. Chiều bên em điện chốt đơn là bên em chốt kỹ lắm, mấy chị gái yên tâm. Tụi em sẽ hỏi là con mấy chị mấy tuổi nè, tròn, ốm, cao đó. Rồi em có lính nhà nó bận thử cho mọi người yên tâm nha. Rồi nước súc miệng có bán không? Không chị. 27kg 9 tuổi, 27kg mà 9 tuổi bạn lập thể là số 4x chị. Đây nè, bạn lập thể số bự nhất. 9 tuổi là bạn lập thể số bự nhất nha. Còn sót cái bộ nào mà hoa nhí cổ vuông lấy chuyện bộ phải không chị Quỳnh Mỹ Ngọc ơi. Thì Quỳnh Ngọc chứ. Rồi mọi người nghe, giờ mình lên đầu người lớn đi mọi người nghe. Lên gì nữa ta, lên con nữa hả. Rồi con này đẹp quá nè. Rồi hai còn lên gì. Ờ thay đưa bé bự chị coi thay. Đưa cái bé bự này coi thay. Ừ. Bên đây nè, bên đây. Ờ lên bên đây trước đi. Độ chính mắt nhiêu ký chị. Rồi nè. Đây nè chị Quẻ 8 11 tuổi 4kg nè, 40kg nè. Ok, dùng ai dạy đi chọn đi. Đồ đó có bao nhiêu màu? Bà mua hồi sáng em chọn là chị kia là hồi sáng em chọn là chị kia phải không? Lúc đó còn nhiều màu nha. Là bà mua 8 bộ là không trùng nó. 8 bộ 8 màu mà hình như là nó có 8 kiểu luôn. 8 bộ 8 màu 8 kiểu không trùng gì luôn nha chị Phát Hịnh nha. Số lớn chút đi chị, cái bộ này là em cầm số nhỏ nha chị. Bộ này em đang cầm số nhỏ nha. Đưa cho chị bộ 4x cho bà coi coi thi. Trời ơi, này cầm một ít nhỏ nhất là bà ơi. Bộ này nhỏ nhất nè, 4x bự lắm. Rồi 11 tuổi 40kg đây nè chị Huệ 8 ơi. Đẹp chưa chị? Đây 75 ngàn nha chị 8 nè. 11 12 13 tuổi nha mấy chị gái nha. Đây 75 ngàn.
Bé 8 tuổi 35kg. Rồi để chị ở bên nhà em đã có nhân viên điện chốt đơn. Rồi cho cái chị lựa màu này kia mọi người nha. Đây đẹp lắm đó chị. Đây bà ơi, bự chà bá bự nè. Đây bà thấy không, cái này áo này em muốn mặc vừa luôn nữa đó con chị nè. Đây 4 mít nè, 55.000 lập thể. Nói lập thể này thì mấy chị chốt màu ngẫu nhiên nha. Phải nói tựa nha, không biết đường lai. Ví dụ mọi người lấy 2 bộ thì em lấy 3, 2, 2 màu vậy đó. 16kg chị, vậy là có lập thể không à. Chị Kim Thủy em có lập thể luôn nha, được thì ok em nè. Rồi ok, chị phát lệnh về lấy 8 bộ phải không. Trời ơi, bà bạn đi bà ghiền, thiệt. Con em hôm qua nay em lấy lụa nè, em lấy đậu này mấy chị nghe bận giờ thôi đi. Đây nè chị nghe, lập thể đẹp nha. Lập thể đó hả chị, lập thể đó có 3, 4, 5, 6 màu vậy đó chị. Nó 5, 6 màu vậy đó, nó mà tự nhưng mà chị lấy cho. Rồi con bò này chị quậy 8 ơi, đẹp quá. Con bò đùi là 65.000 này chị 8, đẹp không? Không đẹp lắm nha mọi người nha, không em bao đẹp đó chị, đây. Hàng này ngoài chợ cũng ít có lắm đó chị ơi. Tại vì hàng này nó bỏ sớm á chị nghe, mà nó sale quá. Bỏ sớm mà sớm bán ấy nó sale mọi người nha. Nó đẹp ghê chưa nè, con bò nè 40kg nè. Đủ chín mắt không, ok. Rồi lấy bao bộ lập thể 3 màu nè, cho chị Thanh Trân Trần Thị. Ok, phát định bộ lập thể. Nếu mà con gái thì sẽ lấy con gái, còn hình lập thể con trai lấy con trai đó chị. Rồi bò vàng. Bò vàng nè, bò xanh nè. Bé 11, 11, 12, 13 tuổi mọi người nghe. 40, 45kg nè mấy chị gái nghe. Cái này là size nó là từ 35, 35 cho tới 50kg bằng vừa mọi người nha. Bé 10, 11, 12, 13, 14, 15 tuổi mọi người ơi. Quá đẹp luôn mọi người nghe, 65.000 nè. Rồi con bò xanh. Nó chị Hồ Hiền ơi, chị mua bé nào? Cái bé kia là 65.000 đó chị. Rồi con bò xanh lá, con bò xanh nhĩ giùm em. Ok chị Thanh Xuân. Rồi lấy thêm mọi người nghe, bò biển nè. Chị quậy 8 thôi, mua này cho con chị nè. Rồi đẹp quá. Thấy thương cho mọi người nha. Rồi bò biển, bò vàng, bò xanh lá giùm em mấy chị, 65.000 bò nha. Rồi mấy chị nè, chị nào mà bé gái nhỏ nhỏ nè, dễ thương không. Đây mấy chị, cân chưa, có 30.000 bò à. Đây dễ thương cho mọi người nha. Rồi mấy chị, bé này 8-15kg. Em có ton này là 20kg đúng lại mọi người nghe, giá 30.000 bộ ton. Đó, mấy chị lấy 5 bộ 5 màu nhìn mấy chị. Đó, 5 bộ 5 bông nhìn mấy chị dễ thương. Rồi 30.000 bộ. Dễ thương cực kỳ mọi người nghe. Rồi mở ra cái bọc nhỏ không ta đâu. Nhìn này kia nó hút được rồi mẹ ơi. Nó hủ chảy, cái nó hút chảy, rồi có cái hút. Ôi ôi mấy chị nghe dễ thương không. Ton 30.000. Rồi ai lấy chốt mọi người nghe, ton 30.000. Trời ơi bộ này thương quá ta, nhưng em vô nó chưa có màu này rồi. Thấy không, trời ơi cái màu đẹp tuyệt vời luôn mấy chị nghe. 30.000 gái nhỏ em nó mặn vừa mấy chị, dễ thương quá. 30.000 mà em giặt thấy không giúp hô hô nhiều hơn chứ mấy chị. Ok vậy Trang thì con 30.000, 18kg 3 bộ. Ok ok, bộ con xanh cho chị Thu Trang nè. Mà thấy bộ này phải không, đẹp ha. Xanh đó hả, không biết còn xanh đó không mấy chị ơi. Đấy không hả. Trời ơi mấy bà ơi đẹp lắm. Nào cũng đẹp hết trơn mấy chị. Đẹp lắm. Mà thấy giặt không có giúp mấy chị. Thôi chị thấy giặt thôi, xanh rồi thôi. Chưa thấy giúp, không biết chừng nào nó giúp thì không biết. Nè mấy chị như không nè. Đó, chị Đặng Khoa, chị lấy 5 bộ đi chị, đẹp lắm, 30.000 bộ à, đẹp cực kỳ luôn. 27kg hả chị, 27kg là nó có hình khác nữa nghe. 27kg hình khác nữa đó. Rồi mấy chị hôm nay lấy con này hả? Đưa chị cây mó mình có hình chuột đây coi thấy. Không có. Ok Trang thị, trời ơi, yên tâm. Bây giờ bà muốn nữa chị mới nói điện chút đơn. Lấy em 4 bộ lửng 9 tuổi 46kg, ok chị Kim Chi. Ồ mấy chị đẹp lắm, con gái yêu sao rồi thấy không. Nè bộ này xe M nè, M là 25-30kg bằng vừa mọi người nghe, đẹp lắm. Ồ mọi người nghe, qua nay là em mơi cái này mấy chị. Mơi. Rồi đồ con em nhiêu bộ, 65.000. Nè
đồ con em lại gì nè, 65.000 bộ nên nó đủ hình hết trơn, mà giải chị bao cân luôn. Hồi trước mọi người nghe em không có bán, em mua cho con em, mọi người nghe thật sắc, nó nghe nó không phải là mắc hơn nhiều, 75.000, nhưng mà cái giải nó không đẹp bằng cái giải này mấy chị gái nha. Giải em mua nó bị cứng đó, đẹp lắm. Rồi hồng cho chị coi quỷ kiểu Quỳnh Hồng nè đó chị, 65.000 đẹp cái ghê luôn chị. Đây nè mấy chị Đặng Khoa, chị mua cái gì chị Đặng Khoa, chị mua bộ hồng 65 cái gì lấy comment em nghe. Hồng cô gái em sao phải không? Rồi chị nè, đẹp không? Đó 27kg lại vừa mọi người nha. Đó đẹp chưa? Ok, chị Kiều Giang Food nè, con 3 bộ 15kg 3 màu đẹp lắm chị, 30.000 bộ đẹp lắm. Rồi mấy chị gái nghe, bộ hồng này thì 70.000 bẻ lụa nha. Lụa đẹp cực kỳ luôn. Ồ, quá đẹp luôn. Rồi bé gọi bé gái 5 bộ 38kg em lấy cho chị, đẹp nhức nách nhức nhói luôn. Chị mấy đứa điện chút đơn lấy cho chị, bao đẹp luôn nha chị Hồ Hiền ơi. Ôi ôi mấy chị con nào vàng đẹp không? Rồi mấy chị nghe 15-25kg bằng dừa. Rồi chứ má vàng. Bé gái là nó dạng là ngố á chị. Nó gọi là ngố nghe chị Thanh Sơn ơi, có nghĩa là nó hơn cái lửng nha bà, nó dài hơn cái lửng xíu nha. Im lắm, nói chung là cái thương con em nó ngủ rồi, không thôi em lên chơi chị coi mẫu rồi. Có màu khác không? Có chị coi gửi chú Quỳnh ơi, bà mua size nhiêu ký chị yêu. Ok. Rồi, vàng nè, cho chị Thu Trang vàng nè. Ồ, đẹp lắm chị ơi, sắc sắc luôn. Rồi nè, chị nào lấy comment sửa mà chị nghe. Dễ thương cho mấy chị nghe, sửa giùm em nè. Ok, chị Chi kia một chống nắng nano nè. Trời ơi, mấy chị nên xài chống nắng nè. Mặc em một ngày em thay chống nắng 2 lần đó mấy chị. Ở trong nhà mà vẫn thay chống nắng nha mọi người nghe. Tại vì cái nắng nó cũng xen vô mấy chị. Rồi, sửa giùm em nè. Sửa 70.000 sửa mọi người nha. 18-25. Rồi, cỡ hồng nãy. Cỡ hồng nãy là size M thôi. Đưa cây size M cho chị Khôi gửi giúp mình coi nè. Rồi, anh lấy comment mấy chị gái nha. Xanh đen giùm em nè. Ồ, nhỏ gái này nó bạn thấy cưng mọi người nha. Nó bạn thì nó hơi rộng, nhưng mà cởi với chị nghe, con nít mình cho nó bạn rộng xíu, thấy không? Rồi mấy chị gái nha, 4-5-6 tuổi mọi người nha, lượm giùm em 27kg quay về nghe. Con chị nào mà cao ca thì 30kg bằng dừa. Rồi ok, sánh phan xem mờ hả chị, xem mờ là 25-30kg đó nghe chị Đặng Khoa ơi. Có size nhỏ nữa không? Không chị, cái này không có nhỏ nữa. Ồ, cái này không có số lớn, cục vàng thôi. Ồ, thiệt, cái này tiếc cái gơi mấy chị nha. Ngày hôm qua nay em về, vậy mà cũng bán hết mấy trăm bộ á. Ồ, giải đẹp lắm mọi người nha. Cho coi bộ hồng bé 65.000 lại đi hương, ok. Rồi, chị lấy comment mấy chị gái nghe, xanh đậu giùm em nè. Xanh đậu mấy chị gái nghe, đỏ nè, đẹp quá. 5 tuổi 25kg bản này vừa nghe chị Dung Quỳnh. 5 tuổi 25kg bản cái này nó đẹp chị ơi, chị. Mà lấy giùm em đủ màu. Trời ơi chị ơi, không nhăn, không giúp, không đủ lông nghe mấy chị, nghe mấy chị con, mấy chị bạn nó trà lết quánh xạ thoải mái luôn. Rồi, ok, đợi em xíu rồi chị Dung, chị gì nè, Diệu Linh nè. Rồi, chị yêu lấy chốt, chị nghe bộ này có 70.000 thôi nha, lụa đẹp, 70. Lụa đẹp 70.000. Ok, chị Dung Bình lấy 3 bộ lụa nè. Ok, bộ đỏ gì Thu Trang. Chị hả? Ồ, đẹp hết ngay chị nha. Rồi mọi người nghe, 30-35kg bằng dừa nè. Cô gái eo xa, dễ thương không? 30-35kg bằng dừa nó ngố vậy mấy chị, đẹp lắm. Mọi người ơi, con nít nó thích mấy cái hình này lắm nè. Ba bộ lụa cơ, ba bộ lụa ba màu chị Dung Bình. Rồi chị ơi, cái lụa là có 70.000 bộ thôi chị gái nha. Còn cái này là 65.000 mấy chị. Nó xe xích nhau vậy thôi à. Rồi nè mấy chị, xem màu nè. Đẹp lắm. Ồ, đây 35 lộn 25 30kg mọi người nghe, hồng. 25 30kg bằng dừa mọi người nghe. Ai lấy comment hồng giùm em à. Dễ thương không hồng? Tạo 18kg bằng dừa chạy lụa nó 18kg bằng dừa nghe. 15 đến 25 là 18kg bằng dừa. Ta dài em bé ký 22kg đủ màu chị đi đi ơi. Tên lửng nữa đi, đợi em xíu rồi chị Hương Hoang, đợi em xíu chị. Rồi. Ok, đưa cái bộ cái bộ vàng gì của chị Kim Nguyễn Nguyên bạn cho bả cáo bả coi cái coi thi. Cái bộ màu vàng gì của chị mua vậy đó không biết nữa. Chị ơi nó vô cây rồi, chị ơi có gì chèo bà điện cho em đi, chèo bà kết bạn nó xin coi đi em bạn cho chị coi chứ giờ nó vô cây mới đường kiếm mà chị ơi.
Rồi, không có 18kg nghe chị Trang Thị ơi, bà lấy mấy bộ mà comment đi. Có nghe mọi người nghe, bộ bé này là 65.000 bộ nè. Em có size mọi người nghe, từ 10kg cho tới 45kg. Mấy chị chốt số ký giùm em là em chịu em tư vấn cho. Ok, rồi chị ra chị Dung Bình lấy hai bộ này luôn nè. Hai bộ này là size 25kg. Ok, cái 25kg đi chị tư vấn cho chị luôn. Rồi mọi người nghe, 25-30kg bằng vừa nè, mấy chị nghe con mèo nè. Đó, mọi người cho số ký đi, cái này em có size mấy chị đúng không? Em có size là 10kg cho tới 45kg. Mấy chị rằng là cho em số ký. Tuổi với bé, ký và tuổi lại lụm, mọi người hiểu không? Mọi người ý em nói không? Đó, đây mấy chị nè. Đó, đây xe M nè. Đẹp lắm mọi người nghe, nó ai lấy cô gái giúp cô gái, dụ như mọi người lấy 5 bộ, lấy mấy chị 5 kiểu. Mấy chị hiểu không? Có 65.000 bộ thôi à. Đẹp cực kỳ nè. Đó, cô gái hôm sau màu xanh nè. Rồi con mèo kitty màu hồng nè, con chuột màu vàng nè, nó nhiều màu lắm mọi người nha. Mọi người lấy bao nhiêu bộ thì em lấy bao nhiêu màu cho mọi người. Trời ơi mấy chị, nó cưng gì đâu mấy chị gái nghe nè, thun đẹp dữ lắm mấy chị gái ơi. Nó hai đứa con gái em qua đây nó bận hoài luôn, tại vì mấy chị biết sao, bận nó thoải mái, nó mát mẻ dữ lắm, không đủ lông mọi người nghe, đẹp lắm. Chị Lan Quỳnh lấy bàn 30kg vàng. Vàng 30kg là vàng này ha, vàng 30kg nè. Em bộ hồng cô gái lấy bộ hồng cô gái 25kg. Ok, ok rồi, mấy chị comment vậy đó. Comment gì em lấy cho. Đang cầm hai bộ, ok. Chị Mộng Thi Nguyễn lấy hai bộ hai bông nha. Hai bộ hai kiểu nha, chị nghe đẹp quá nè. Dễ thương mọi người nghe đây nè. Đó, mọi người nghe đây, 4 bộ 32kg rồi, ok. Đây nè mấy chị, nói cô gái xa nè. Ôi mấy chị nè, đồ bộ làm gì em hả thiện? Làm gì hả? Làm mấy chị, nói mấy chị đẹp đẹp không à. Nó nè, em nói mấy chị gọi nó nhiều hình đẹp dữ lắm. Nói mấy chị con chuột nè, đồ cô gái xa mà hồng đẹp lắm nè. Đó, em có size mọi người nha, 10kg cho tới 45kg, mấy chị chốt nè. Số ký và độ tuổi của bé là chốt ngay nha mọi người nha. Tại vì nhà em có hai con mẫu bận cho mấy chị yên tâm. Hai con mẫu lùn nhà em nó bận là chính xác mọi người nha. Đó, hai đứa con em là nó chính xác luôn á. Rồi. Ok, chị Dung Dung Bình. Đó, cô gái hồng với lại màu vàng. Cô gái màu hồng. Đâu rồi, cô gái màu hồng đây. Cô gái màu hồng. Đây với cô gái màu hồng với cô gái màu vàng hả chị, thôi cái màu hồng với cái này đi chị, dễ thương nha. Cô gái hồng nè với lại con mèo nè, mèo này nè cho chị Dung Bình đi. Chị Lan Quỳnh lấy Elsa 30kg. Ok chị muốn Elsa cho chị Elsa. Sa đây. Sa 30kg nè cho chị Lan Quỳnh Sa nè. 65.000. Không có nước xúc miệng nha chị ơi. Thôi chuyện buồn bỏ qua rồi mình lên đây. Bỏ qua đây chị. Vàng với xanh. Ok. Đây là chị, hai cô gái em xa hai hình nè nè, vàng với xanh nè. Cho chị coi Quỷ Quỳnh nè, chị coi Quỷ Quỳnh đây được ok em nè. Đây chị vàng với xanh nè, hai bé quá đẹp luôn chị. Đẹp lắm, em nói chị rồi đẹp. Xuất sắc đẹp luôn nè. Rồi nè, Elsa hồng nè mọi người nghe, Elsa ba cô gái, bốn cô gái luôn. Đâu có chị Nguyễn Phượng chứ đi. Thun đẹp dữ lắm mấy chị, nhận hàng có gì kiểm tra hàng thoải mái giùm em nha. Ok, khơi Quỷ của mình hai cái đi, bấm bill chưa. Rồi chị còn lấy chốt em mấy chị gái nghe, đẹp lắm nè. Còn chị nào mà 10 bé 18kg đã đâu rồi, bà bé 18kg nè, nó cũng mới chăng màu tự gì không mấy chị gái nghe, có nghĩa là mình cái gì biết không, nguyên một ghi đó, ví dụ như cái màu nè, cái màu này nguyên một ghi đó là nó có đủ màu luôn mấy chị hiểu không, mà tại em phân vậy cho nó dễ bán. Ví dụ như mấy chị mua size M thì em lấy ngay M, mấy chị mua size bé 15kg em lấy ngay 15kg, em phân theo ký luôn mấy chị. Để mọi người mua lặng thì chạy lại lấy ngay luôn, khỏi mất công phân nữa mấy chị hiểu không. Đem về em tụi em phân ra đó. Không phải lửng này chị gái nghe, ngố ngố có nghĩa là con mình nó bận tới đây nè chị, nó bận tới đây nè. Có Doraemon, có chị, có Doraemon. Doraemon rồi, mon hết rồi, phim hết không đây, từng lấy hết chưa? Còn Doraemon không? Doraemon, Doraemon, mon. Rồi, hết mon rồi chứ ơi. Còn cái ti với chuột với cô gái không mà chị ơi, hết mon rồi.
hết mon rồi chị yêu ơi. Hồi sáng gì là chốt mon hết rồi. Ừ, Doraemon hồi sáng cũng nhiều lắm mà chốt hết mon rồi. Đây là chị nghe hình cô gái này dễ thương nè. Rồi chị yêu nè, chốt comment mấy chị gái nghe. Mọi người chỉ cần comment nè số ký, độ tuổi của bé, rồi khi mà nhân viên em điện chúc đơn. À, cưng ơi, chị muốn lấy là năm bộ bé là năm hình, hoặc là lấy cho chị là cô bé Elsa, hoặc là lấy cho chị là hình con chuột. Đó, mấy chị nghe nè, hình con chuột là gì đó mấy chị, hình mẹ loại hoặc là mèo Kitty. Đó, mèo Kitty đó mấy chị. Đó, là mèo Kitty đó. Đó, còn con chuột là gì đó mấy chị nghe. Đây nè, cái này là chuột nè. Đây, đó. Chị muốn lấy con chuột là em lấy cho chị con chuột. Vậy đó mọi người nha. Muốn lấy cô gái thì em lấy cô gái vậy đó mấy chị, dễ thương không? Thù, mấy chị nghe là một bầy chuột dễ thương không? Ôi ôi, tôi bán mà tôi mê. Mẹ này với mẹ này. Rồi, lên mango lửng hả? Nữa hả? Rồi bây giờ mình lên tới cái gì ta? Ta dài bé nè. Đây chị nào hãy hỏi ta dài bé 22kg. Ủa còn có nhiêu màu hết đi. Rồi mấy chị, ta dài bé 22kg em còn có 3 màu nè. 79.000. Một bộ cô gái, một bộ mèo. Ok, chị Bảo Nguyên. Rồi mấy chị nghe, tay dài 79.000 bộ em nha. Đẹp lắm mấy chị ơi, thiệt. Trong thời tiết như thế này mọi người nghe nên mua tay dài cho con bận buổi chiều. Ok cho Hồ Hiền. Ok, hai bộ nữ theo size cho chị Ngọc Thị Nguyễn. Chiều đó gì chị cho em cái số tuổi số ký cho bé nha. Ok, tên Lửng lên liền. Tên Lửng mà mua nhiêu ký hả chị Hương Phan ơi? Chị Hương Phan ơi, tên Lửng chị mua size nhiêu ký em biết em lên cho. Rồi chị Tài Phan Phạm Tăng nè, chị lấy tay dài cho em cái số điện thoại lên đây chị ruột. Đó, cái bộ tay dài này là 79.000, chất lụa đẹp giùm em mấy chị nha. Size của bé là từ 15 cho tới 27kg bằng dừa. Bé 4 nhỏ rộng mọi người nha. 5, 6 mọi người nha, 5, 6, 7 tuổi đó mấy chị. Đó. Đứa nào 4 tuổi tròn thì bằng dừa nha mọi người nha. Rồi chị Mộng Thị Nguyễn nè, lấy 4 bộ tay dài vậy chị? À, chị Mộng Thị Nguyễn lấy 4 bộ Elsa phải không? Rồi em lấy chị 4 bộ Elsa, 4 hình, 4 màu. Rồi ok chị, chú lên được người lớn tiếp tục nha. Đó. Rồi chị lấy tay dài, chú tay dài bé mọi người nghe. Tay dài bé là 79.000 bộ mọi người nha. Đẹp lắm. Đẹp. Ok. Ok chị Timon. Đó. Rồi, đỏ vàng nha. Ok, tay dài đỏ vàng nha chị Tài Phạm Tăng. Chị Hương Hoàng lô tôn 65kg ha. Ok chị nè. Giờ là đưa cái tôn nấy chị bận mới vừa. Rồi bộ con bò mấy chị gái nha. Bò này là size của nó là size X. Rồi con bò này mấy chị 20-30kg bằng dừa. 20-30kg bằng dừa 55.000 bé trai. Mà trai gái bận được mọi người nha. Ừ. Doraemon hả? Để chị cũng kiếm rồi chị yêu ơi. Mẫu con trai mà 16kg hả? Có 16kg hả? À. Có 16kg hả chị Kim Thủy? Ê, chị Thỏ con này là chị nhắn tin cho mình rồi mà Thi. Sao xả Thi? Chị Thỏ con nè. Để chịu. Chị nhắn tin, chị nhắn tin cho mình rồi. Trời ơi, sáng giờ quên. Trời ơi, mấy chị nè, trời ơi, góc mắt còn nằm đây nữa nè, ai nữa ta? Rồi, tay dài bao nhiêu ký mặc dù em? Dạ, tay dài đó là size 30kg đổ lại nha chị gái nha, 15kg đổ lên. Nhưng mà bé là 4, 5, 6 tuổi nha chị gái nha. Bé nào mà 30kg mà 7 tuổi là bạn ôm nha mọi người nha. 6 tuổi 30kg bạn dừa, nghe chị Timon ơi. Rồi mấy chị áo khoác nè. Ôi, còn văn ra mọi người nghe, áo khoác 95.000 nè. Trời ơi, nãy bán không đủ mà đâu nằm đây nè. Rồi bò 55.000 chị Phụng Nguyễn chứ các loại em nè. Trời ơi mấy chị áo phát nè. Trời ơi nãy bán không đủ đâu mà ai mà điện chốt đơn văn ra hai cái mọi người nghe, 95.000 áo phát giùm em nè. Rồi lấy xám bên xám mọi người nha. 50-65 cái bằng dừa. Xám giùm em mấy chị 95.000 xám. Ồ ôi mấy chị nghe áo phát xanh, cái này là gãy len tơ mọi người nha. Len tơ giùm em mấy chị. Đó, quá hẹp mọi người nghe, 95.000 vậy thôi. Ừ. Ồ
ơi mấy chị đẹp á, bé nhà chị 21 kg, dạ vừa. Có túi trong không? Không nghe chị, nghe Lanh Tâm không có túi trong nghe chị Hân Ngọc ơi. Rồi mấy chị bộ này đẹp không? Rồi 40-45 cái bằng vừa mọi người nghe, bé trên 10 tuổi nha. Bé trên 10 tuổi là bằng size này mấy chị nha. 40-45 cái bằng vừa, bé trên 10 tuổi là me mấy chị ơi, con bò 65 nha. Bò 65 ngàn nha me mấy chị. Rồi bé trên 10 tuổi mọi người nghe, bò đỏ em 65 ngàn. Chị nào lấy comment bò đỏ mọi người nghe, 65 ngàn bộ. Ok, chụp Phụng Nguyễn lấy con bò 55 ngàn. Rồi bộ hồng 30 kg, ok chị Lan Quỳnh. Ôi ôi mấy chị nè, to nè. Rồi mấy chị, to siêu đẹp em nha. Ok, phát xám 95 cho chị Thanh Hiền. Rồi 55-62 cái bằng vừa người nghe, cái mã ton hồng. Ton hồng giùm em mọi người nghe, 95 ngàn mã ton hồng giùm em. Ai lấy ton hồng comment ton hồng. Trời ơi, đây có hai mấy bộ này đầm lẻ lẻ. Ton 95 cho chị Thảo Nguyên. Cái gì con chụp Phạm Nguyễn lấy con bò đó con. Rồi mấy chị nghe đùi nè. Trời ơi mấy chị gấp qua gấp lại đây nằm đây hoài, ta lụa đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi mấy chị 50-60 kg bằng vừa em nè. À, con bò 65 ngàn cho chị Phụng Nguyễn luôn. Chị Phụng Nguyễn ơi, con bò mấy ký chị? Bộ hồng 30 ngàn là chứ đấy Vinh cái kia ở đây nó chiều điện cho chị hiểu không? Ừ. Không phải ton. Chị lấy hồng 30 ngàn, lấy Vinh cái bộ vé Elsa này kia hiểu không? À, chị Lan Quỳnh lấy con bò hồng hả? Con bò hồng nhiêu ký chị? Lan Quỳnh ơi. 30 kg nó không vừa nghe chị, cái đó là bé bự á. Rồi mọi người nghe, 50-60 kg bằng vừa mấy chị ơi. Rồi xe bộ này 65 ngàn. À lấy comment mấy chị ơi, 65 ngàn. Ok, ton hồng mấy chị ti ti mon luôn nè. Ton hồng nó 65 không vừa nghe chị Hương Phan ơi. Đưa chị coi cái ton đó không cái ton nào cái ton con nhập hết luôn. Rồi có bộ ngố không em? Có nghe chị. Rồi lấy bộ này được chứ mấy chị, 65 ngàn nè. Đùi 65 ngàn. Mấy chị dễ thương không? Ờ quá đó cưng. Rồi mọi người nghe mấy chị, 50-60 kg bằng vừa mọi người nghe đùi. Mấy chị kiểu dễ thương không? Rồi cái mã xanh đậu 65 ngàn mấy chị. Ờ xe luôn 65 ngàn. Nhập 67 ngàn bán 65 ngàn là vui không mấy chị? Đùi dễ thương không? Nó rất ra rất lợi hoài. Xanh đậu giùm em nha. 60 đổ lại vừa xanh đậu 65 ngàn. Con đi ra đây cho biết cô coi coi nè. Nè mấy chị nè, con gái em đứng nè mấy chị. Nè mấy chị coi gái em nè. Rồi mấy chị gái nghe, em bé là mẫu. Quần này còn rộng mọi người nghe, nó còn rộng á. Nhưng mà tại vì em cho con em nó bận rộng luôn. Bé hiện tại mọi người nghe 19 kg, 4 tuổi dữ. Con mấy tuổi? À mới ngủ nó dậy hết biết luôn hả? Mặt còng ke hả? Rồi đi ra đáy đi. Đi ra đáy thì mặt đi coi. Hoa xanh 65 ngàn chị Phụng Nguyễn ok. Rồi mấy chị hoa vàng em nè. Ồ mấy chị nghe đẹp quá, 65 ngàn nè. 50-60 kg mọi người nghe, 65 ngàn bộ nghe. Lấy comment hoa vàng giùm em nè. Hoa vàng mấy chị, gái em 4 tuổi rưỡi mà 19 kg. Mà bả được cao nha mọi người nghe, con em mà được cái cao à, chắc thật. Bả cao lắm. Rồi mấy chị yêu nha, ồ dữ luôn không. Rồi 50-60 kg bằng vừa mọi người nghe. Đùi xanh đậu, lộn xanh biển nghe bi nè. Ồ đẹp quá. Rồi 65 ngàn mọi người nghe, mấy chị bạn mấy cái này dễ thương nè. Xanh biển giùm em. Rồi 65 ngàn lấy màu gì ơi chị? Nguyễn Thị yêu dấu ơi, lấy màu gì chị? Hoa xanh. Rồi nè chị ơi, đó bi riêu giùm em luôn nè. 60 đổ lại vừa mọi người nghe, đẹp quá nè. 65 ngàn. Quá đẹp chứ mấy chị nghe, nó còn rẻ hơn một độ nít nữa nè. Độ nít còn 70 ngàn. Rồi mấy chị ơi, bộ tôi nhập đẹp đó mấy chị ơi, 95 ngàn. Chị Nguyễn Thị ơi, chị lấy ton màu gì chị yêu? Rồi mấy chị gái nha, 50 là... Ủa cái này đẹp quá vậy ta. Rồi này 60-65 mọi người ơi. 60-65 cái bằng vừa mấy chị gái nha, đẹp quá nè. Rồi chú em mã 1 qua chị ha. À, 95 ngàn mọi người nghe, ton này con nhập giùm em nè. Rồi lấy comment mã 1 mọi người nha, 1 giùm em.
Chị Nguyễn Nguyễn Thị ơi, chị lấy màu gì chị ruột? Mạng yếu quá, mạng chậm quá. Rồi 55-60 kg bằng vừa ngồi ngang cho mã 2. Mấy chị đẹp quá. Đẹp quá vậy ta. Rồi 55-62 cái bằng vừa ngồi ngang mã 2 giùm em mấy chị. 95.000 mã to nè. Chiều lấy 2 comment 2 giùm em mã số 2. Rồi 55-62 cái bằng đẹp mà ngồi ngang cho em mã 5 nè. Ai lấy 5 chút 5 mà ngồi ngang mã số 5 giùm em. Đó, to là con nhập mọi người nghe đẹp xuất sắc luôn. 5. Chiều lấy 5 comment 5 giùm em. Mã 2 chị Thảo Nguyên. Lộn, chị Thảo Nguyên. Rồi 55-62 cái bằng đẹp mọi người nghe cho em mã 35. Mã 35 đó chị yêu nha. Ai lấy 35 chút mã 35 giùm em. Mã 2 ha, để em coi mã 2 còn không. Này hai cây đó khác nhau không thầy? Hai cây này đúng không? Này là bên tay của nó luôn hả? Ủa thằng kia đâu? Ủa hết hả? Hết hả? Mã 2 để coi có còn không mấy chị ơi. Rồi hết 2 rồi mấy chị ơi. Có phát bé không? Dạ không. Em mới hai nghe hai con bộ mấy chị ơi. Rồi chiều lấy con em nó ngồi nghe bướm vàng. 55-62 cái bằng đẹp ngồi nghe bướm vàng giùm em nè. Ồ bướm vàng đẹp quá. Rồi chiều lấy bướm vàng, con em bướm vàng mấy chị ơi, bướm vàng. Bộ đùi hương đưa lên đầu tiên. Bộ đùi đưa lên đầu tiên là bộ màu gì thi? Sao nhất cái bộ vàng sao nhất đây là đôi mấy bộ đùi đây chị có thấy ok cho Thanh Hiền, bỏ phát cho Thanh Hiền nha. Mã 35 cho chị Hương Phan. Bướm vàng cho chị Thảo Huy. Mấy bộ đùi này thấy mấy bộ đùi 65.000 nè đâu rồi đôi mấy bộ đùi không, cái bộ đùi này của mẹ đang ship nè, đùi này nè, đùi bông này nè, đùi bông này đâu. Trời ơi, mới lai mới thị luôn mấy cái đùi bông này nè. Mày có là liễn bên kia không? Chị ơi, mà lấy mày nhớ màu gì không? Giờ ngáo luôn rồi, kìa, thấy nó ngáo. Bộ mới đưa lên đầu tiên là bộ này nè. Rồi, chị mới đưa lên đầu tiên là bộ này nè. Phải là ok mà em nghe chị mà gì nè. Chị gì quên rồi, chị Nguyễn Nguyễn Thị. Rồi bộ này em không chạy, phải ok em nha. Phải em đọc mã mà chị không comment mã. Bướm vàng em hết, bướm vàng nha mọi người nha. Bộ đồ nó 65.000. Rồi mấy chị yêu nha, 6 mua đổ lên mọi người nha. 65, 67 lại dùm em nè. 6 mua đổ lên mọi người nha, 65, 67 lại dùm em chứ mã 3. Mã số 3 mấy chị yêu ơi, mã 3. Dạ cái này em nâng lên là mấy ton chị ơi. Ton nhập dùm em mấy chị gái nha. Rồi lấy 3 comment 3 dùm em. Mã số 3. Đùi bông xanh. Ờ con thấy nó mới ship mà nó để nó không nhớ luôn. Đâu có bông xanh đâu cha. Bông xanh người ta lấy rồi. Đùi bông xanh ta lấy rồi. Mã 3 chị Thảo Nguyên mã 3 nè. Rồi mấy chị nha, 6 mua đổ lên, 65, 67 là vừa ngồi ngang cho mã 12. Mã 12 giùm em nè. À lấy 12 chút 12 mấy chị nha. Mã 12. Đó, 95.000 bộ mọi người nha. Con đẹp thấy ghê mấy chị nha. 12 giùm em. Rồi chưa lấy 12 comment 12. Ôi ôi mấy chị đẹp quá. Rồi 6 mua đổ lên nha. 65 67 là vừa mấy chị. Chơi mã 23. Không phải là gì chị? Rồi. Ai lấy chó ngựa nha mấy chị. Mã 23. Đồ bé còn một đống kìa chị tới ngồi qua mà mua bé nhiêu ký sai nhiêu. Bây giờ mày gom lại coi mấy bộ to nó coi, coi mấy bộ bao, mấy bộ 65.000 đó coi, coi bộ nào nào đấy cho chị coi coi. Rồi mấy chị nha, 6 mua đổ lên,
65 67 là vừa, chứ mã 32. Mã 32 giùm em với chị bởi vậy á. Mọi người biết sao không? Cái mạng nó đã chậm rồi. Chị biết không, khi mà em thấy được comment của mấy chị nghe là em đã like qua 5 bộ rồi đó. Em đã like qua 5 mã rồi mà mấy chị mới còn mới thấy được comment, mọi người hiểu không? Mấy chị là tại do mạng chứ không phải là do em mà không phải do mấy chị, mấy chị hiểu không? Nên mọi người thấy không? Nè, mấy chị comment đúng mã 32 là lấy ngay cái bộ 32. Mọi người comment đi Trang, em đọc lại đi xì nha mọi người nha, nó không có sai. Mọi người thấy em bỏ lại nhiều rồi nha. Đó đúng mã 32. 32 chị Kiều Nga Nguyễn, ok. Mấy bộ đó đó cưng. Hai bộ rồi nè. Rồi bộ gỗ ghiêu nè. Cái này không phải nữa thì cái này là từ đầu rồi. Rồi nè, bây giờ nè, cái này còn bộ nào nữa không? Mẹ có ship anh đây không? Không. Rồi nè chị ơi, bây giờ nè em còn bộ hoa vàng nè, bi xanh nè, bi riêu nè. Nó bây giờ còn có 3 bộ à, chị lấy bộ nào? Có 47kg không? Có nè chị. Đồ con nít 42, đợi em xíu nè chị. Đợi em xíu nha chị Tư Hồ nha. 42kg mấy tuổi hả? Comment ai vô rồi, comment vô bằng mẫu coi thiệt. Rồi 65, 67 lại vừa mới chơi chứ mã 13 nè. Nè mấy chị nè, con em bận con 30.000 nè mấy chị thấy không? Mọi người thấy không? Đó, cái út em nè mấy chị nghe, bận con 30.000 nè, không mẹ ăn cái thôi. Ôi ôi, sao mà trơn quá trời, sao mà trơn quá trời. Mới chấm. Mới chấm hả? Con có bận đồ đó hả? Rồi kêu ba bận mẫu đi, kêu ba bận đường mẫu đi. Lấy cái số 18 cho nó bận đường mẫu đi nè. Gần 10 tuổi phân ok. Rồi 65, 67 là vừa ngồi nghe trên mã 13. Có con quần dài nghe chị ơi. Sao con? Chút xíu kêu ba bận thử cho con. Bi ghiêu ok dùng Nguyễn Nguyễn Thị. Bi ghiêu. Không con bận cái này không có vừa, để kêu ba lấy cái số 18 đó, thôi cho nó bỏ nó bận thử. Rồi thuốc giảm cân 100 lưu duyên cá sao. Dạ 155.000 nha chị chanh roti ơi. Cái bộ không phải biết sao không, để mẹ nói con nghe nè, cái bộ đó con bằng ống dừa, ba lấy cái số nhỏ cho con mà y chang vậy đó. Rồi lấy bộ nào lấy đi, con muốn lấy bộ nào lấy đi, lấy cái bộ kia chang đi thiện, lấy cái số 18 đi chang cái đó đó. Rồi đưa cho em cái chai hổ trong miên coi nè. Rồi không, cái bộ bi ghiêu á. Rồi mấy chị ơi, 6 mua đổ lên nha, 65 này vừa mấy chị. Rồi lấy bộ này cho mọi người nghe, mã 33. 33 em mấy chị ơi, lấy 33 chút 33 em nè. Mã 33. Ngủ rồi, thấy thương nè. Rồi, mã 33 em nè. Có lưỡng tuần không có chị. Rồi mấy chị ơi, lấy bộ này cho mã 6 mấy chị nha. 55, 60 cái bằng đẹp nha, mã 6 giùm em nè. Rồi mấy chị, mã số 6 nha. 55, 60 cái bằng đẹp, mã số 6. Ai lấy 6 chút 6 nha mấy chị, mã 6. Đây mấy chị nè, đông y nè, một hộp 150 viên nha. 155.000 chị. Mình đúng là 2 tháng mấy nha chị nha. Ok. Rồi đây nè, người mẫu mấy chị gái nha. Người mẫu vô đây, rồi mã 6 chị Thảo Quy. Rồi mấy chị, ba bận gì đâu mà sáng sẹo qua. Không có ý nghe nè, con muốn bận là con bận đồ con trong phòng á, mẹ có lấy rồi. Rồi, mã 3 chị Hương Phan. À con bận cái này phải không? Phan. Biết rồi, à, bây giờ đứng dậy nè. Đứng dậy cho mấy cô coi cái này rồi con bận cái kia ha. Rồi mấy cô ơi. Khử lên mới được. Tao muốn bận cái trong này luôn mà sao lại như kìa. Rồi ốc thi bận đi. Rồi mã 6. Mã 6 là bộ nào thay? Thay. Chị ơi, mã 6 em còn hình này được không chị? Chị Hương Phan ơi. Mã 6 em còn này được không rồi chị? Đây là chị. Đó, đây mã 6 em còn này nè chị. Rồi 60, 65 cái bằng vừa chị ơi. Lên tên quần dài, ok. Ê, cô chuẩn chạy vô nãy cơ. Em đang canh đó nè, đây. Đây mà
đừng có làm vậy. Mi ra mi vô. Con đừng làm vậy tội nha. Thiệt là tình. Nhỏ gì. Rồi nè chị ơi, 50 trời ơi con em làm em mất mệt luôn. Người mẫu đừng có lưu mưu rồi. Ừ. Người mẫu đối diện đi. Rồi mấy chị ơi, 65 lúc này vừa mà ngồi ngang. Chứ em mã mấy chị, con này là con con gấu xanh mấy chị nha, gấu xanh em nè. À lấy gấu xanh, chút gấu xanh giùm em. Rồi mấy chị ơi, 55-62 cái bằng vừa ngồi nghe chứ mã hồng đậm nè. À lấy hồng đậm, anh hồng đậm em nghe, tên quần dài bao la để em xíu lên cho. Rồi 55-62 cái bằng vừa ngồi nghe chứ mã hồng đậm giùm em nè. Hồng đậm. Rồi mấy chị ơi, 55-62 cái bằng vừa ngồi nghe chứ mã 38. Ok chị Hương Phan, mã 6 xanh đó ok chị Hương Phan lấy nè. Rồi ai lấy chốt mọi người nghe mã 38 em nè. 65 nó lại vừa mấy chị ơi, 58 lên nha. Mã 38. Chị nào lấy bộ này chứ mã 38 giùm em. 38 mấy chị ơi, 95 ngàn mã 38. Tên quần dài 56 kg không, đợi em chứ chị. Chị Nguyễn Dung ơi, cái mã 38 là size 65 kg loại đó nha. Chị nghe số ký giùm em ha. Rồi mấy chị yêu nha, 58 nó lên mấy chị, 65 nó lại mấy chị bạn đẹp nè. Mấy chị ơi quá đẹp luôn nè. Rồi hãy lấy cái máy sọc xanh. Sọc xanh mấy chị ơi. Chị lại lại chị nhiêu ký chị? Dạ 95 ngàn chị ơi. 95 ngàn. Không chị băng đi mà không có like cục vàng ơi. Tại em bị viêm họng á chị. Em bị viêm họng nên không có like băng đi mấy cục vàng ơi. Bởi vì nghe gọi số ký nha. 56 kg hả? 56 kg à, chị mua tận hả? Rồi mấy chị 40 đổ lên nè. 52 đổ lại mấy chị bạn đẹp nha. Rồi bộ này mấy chị đẹp ha. Rồi chứ mã gấu hồng 40 đổ lên mấy chị ơi. 52 lại vừa mọi người nghe, gấu hồng giùm em nha. Con này cũng đẹp lắm. Nói chung cũng nó cũng giống giống tự tự nhau mọi người nghe, không khác gì hết trơn á. Mà bộ này 85 ngàn. Vậy đó. Tao mở lộn vô trong đây đi. Đẹp quá. Rồi mọi người nghe, 55-62 cái bằng vừa nè. Chứ mã 3D xanh mấy chị ơi. Chị nào lấy 3D xanh, chút 3D xanh giùm em. 3D xanh. Đây mấy chị nghe đẹp không. Rồi 50-60 kg bằng đẹp mọi người nha. Đó, chứ mã cúc đen nè. Áo tầng mọi người nha. Cái quần phó gì nè mấy chị. Rồi 50-60 kg bằng vừa ngồi nghe chứ mã cúc đen giùm em. Ai lấy cúc đen comment cúc đen. Mã cúc đen. Gấu hồng có 62 kg không? Có. Có gấu hồng 62 kg nè người ơi. Rồi mấy chị gái nghe nè mấy chị. Giờ em còn nè, hồng đậm nè. Sọc xanh. Sọc đỏ. Sọc xanh, sọc đỏ mọi người nghe mấy chị. Rồi mấy chị sọc hồng vợt nè. Rồi chiêu lấy comment mềm em nè. Ở 95 nghìn bộ mọi người nha. Chị lệ lệ 56 kg là chị bạn hai ấy hả? Số ấy phải không? Chị đẹp không? Rồi quần dài chị mua size nhiêu ký nó đem lên cho. Cúc đen mặc vừa không? Nghe số ký. Nghe số ký, nghe số ký. 50-60 kg đó. Nghe số ký mấy chị gái nha. Nhiều khi mấy chị hỏi mà em đâu biết số ký miệng mấy chị nhiêu đâu. Lại không nhớ được mọi người nha. Gấu hồng này size số 3 nè. Cho chị Hiền Nguyễn ok. Chị có cây chụp hình không á? Mấy bà biết sao không? Nó khó gói quá nên không có lấy. Hơi rộng. Chị lại lại ơi, bên em không có size L nha. À, cái đồ tầng lụa em có size 2 và size 3 thôi. Size 2 là 50-60, size 3 là 60-67. 3D xanh như chị Trần Thí, 3D xanh 50 kg rộng. Nó 50 kg rộng này chị Trần Thí ơi. Tên quần dài 65 kg phải không? Ok chị. Tên quần dài 65 kg. Đâu? Nè mấy chị nè. Chị nào mà mua nè, 50 kg là em có cây này nè. Chị Trần Thí ơi, 50 kg nè chị. Đây. Ok, đưa chị cây lụa tầng đi. Lụa tầng thay 2. Quần lẫn phải không chị lại lại ơi. Phải ok em là chiều em lên nè chị. 62 kg số 3 vừa không? Mấy chị nghe nhanh, mấy chị nghe em giờ em nghĩ là vàng nè. Đỏ nè. Rồi mấy chị gấu hồng nè, bà mua lửng hai đùi.
Rồi chị nào 50kg nè, chị nghe tôi lửng nè. Em sale có 50 ngàn. Ở lộn chị trời ơi, 85 ngàn. Tại nhiên xong. Vậy hả? Chứ không phải nghe tin quân đảo Trường Sa hả? Rồi mấy chị, xanh lá nhí nè.
xanh lá nhí mọi người nha. Rồi mấy chị, cái mã xanh ngọc. Bộ sọc cầm lấy gì ta? Chị Hương Phan ơi, chị nhiêu ký vậy? Nãy giờ chị 65 ký là chị bạn mấy cái này không vừa nha. Mấy cái này là chị bạn không vừa. Rồi mọi người nghe mấy chị nè, hoa sen giùm em nha. Nó cái màu này màu màu sen, mấy chị hoa sen nè. Rồi mấy chị nghe, cái này là hoa hoa đủ màu. Chị nào lấy màu này cho hoa đủ màu. Rồi hoa vàng nhí. Rồi hoa biển nhí. Rồi hoa vàng đậm mọi người nha. Hoa hồng dâu. Rồi ok, hoa xanh đen nè. Cho chị biên cần. Rồi mấy chị nè, xanh sọc nè, giá là 105.000 mọi người nghe, tone đẹp giùm em. Đó, 60-65 cái bằng vừa. Tù mấy chị nghe, mấy cái tone này mấy chị bán sang cực kỳ luôn. Rồi chị lấy comment xanh sọc giùm em nha. Đó, quần dài 105.000 quần dài. Rồi 60 đổ lên mọi người nghe, 65-67 lại vừa. Các kiểu quần cúc đen mà bé tone nha chị ơi. Rồi ai lấy chốt mọi người nghe. Lại mấy chị. Rồi cái mã xanh sọc nha. Màu đen. Lấy gì chị? Chị ơi cái lửng đó là size 80kg rồi chị ơi. Chị bạn không vừa nghe chị Hương Quang ơi. Rồi mấy chị ai lấy bộ này chốt mọi người nghe đẹp á. Hoa đủ màu. Hoa đủ màu em nha. Đó ai lấy hoa đủ màu, bên hoa đủ màu. Chị Lan Quỳnh ơi, có 56kg luôn nha chị Kiều. Chị Kiều ơi, bà lấy màu nào comment màu kèm số ký đi chị. Màu kèm số ký nha em, cái này em có đủ size 1, 2, 3. Em đang like size số 3 cho chị kia nè. Đó, có nhiều màu nhưng mà tại nãy em hỏi chị đưa lên chị đòi cái cánh dơ gì đó, em không có cánh dơ. Kiểu mà quần bông cúc là nó có dây chị chịu không? Dây mà dặn từng nghe mà Nguyễn Dung nha. Có 57kg luôn nè, Diễm Võ đưa chị cây số 2 thôi. Xanh sọc cho chị Thị Thu. Số 2 này là thôi. Rồi mấy chị ơi, 60-65 cái bằng vừa nè. Không, cái này nè. Dài không nữa? Dài, dài xuống này nè luôn nè. Rồi 60-65 cái đầu vừa mọi người nghe, chứ mã sọc cam nè. Đây mấy chị nghe, đó, đẹp cho mấy chị nghe, 1-5 ngàn sọc cam. Sọc cam nha, mấy sọc cam, mấy sọc cam. Rồi, mấy chị nè, hồng giùm em nè, màu hồng nha. Xanh ngọc, vàng, hồng nhí, mấy chị nghe, hồng nó có hai hồng nha. Nó có hai hồng, mấy chị nghe, ví dụ như chị nào lấy bộ này comment hồng nhí, còn này lấy hồng không mọi người nghe, hồng. Rồi mấy chị 1-5 ngàn. Ai lấy comment màu giùm em nè, một hả? Màu hồng. Con thì con thì hồi sáng nó sạch à. Rồi mấy chị xanh giấy giùm em nghe. Đó 60-65 cái bằng vườn ngồi nghe, 105 ngàn. Sọc cam chị thì thu luôn nè. Chị thu hai bộ đó mẹ. Thi bà không lo chốt mẹ thi rồi. Rồi mấy chị nghe đẹp quá chị nghe, xanh giấy nè. Còn mấy chị nghe xanh đủ màu. Quá đẹp luôn. Rồi mấy chị số 2 nó cũng màu y chang vậy mọi người nha. Số 1, số 2 nó cũng màu y chang vậy nè. Mọi người comment màu y chang vậy là lụm mấy chị. Mấy chị hiểu không? Đó. Đây. Số 2 nó cũng màu y chang vậy à. Trời ơi, có gì đâu mà sợ. Bây giờ mình sống chung với dịch rồi. Trước gì trước sau nó thật sự luôn. Mình phải nói là cái câu gì đi. Trước sau gì mình cũng sẽ nhiễm, nhưng mà sớm hay muộn thôi. Số 1 cũng màu y chang vậy đó nha chị Dung tả tố ơi. Còn đội mé không còn chị. Đây mấy chị nghe nè, bây giờ nè. Em có size là 1, 2, 3. Số 1, 55 đủ lại. Số 2, 55 đủ lên. Số 3, 65 đủ lại vừa. Mấy chị comment màu kẹp số ký là lụm mọi người nha. Giá 105.000. Đây mấy chị nè, số 2 nè. Số 2, số 1, số 3 thì nó cũng y chang vậy mọi người. Mấy chị hiểu không? Một màu nó có đủ size. Đó, mọi người ai lấy comment em vàng nè. Màu vàng nè. Màu sen nè. Xanh ngọc nè. Hồng dâu nè. Vàng tư nè. Xanh nhí nè. Đó. Xanh đen nè. Xanh biển nè. 47 ký bằng số 1 chị. 47 ký bằng số 1. Đó mọi người comment màu kèm số ký thôi em là lụm. Nó y chang nhau mấy chị nghe hiểu không? Đó bây giờ nè cái này nó có 1, 2, 3 mấy chị comment em nè. Đây mấy chị. Đó xanh đen 1, 2, 3. Xanh nhí 1, 2, 3.
Số 2 là 55-62kg đó chị. Giờ Như Khanh nè. Số 2 là sao không nó dễ chị. Nó bụng 1-2 mới chịu không đó. Để em bung ra hồi chiều xếp ỉa mà chị ơi. Xếp ỉa quần luôn á. Nhiều bộ 95-105 ngàn. Nước của chị 102 nha. Tờ ơn nè chị nè. Bự trà bá bự luôn chị. Tên này giúp quýt là nghe chị Như. Chị tên Hai Gia là giúp quýt đến chị. Rồi nó không có giống mấy trang quần mông cúc nha bà Như, bà Nguyễn Dung ơi mấy chị. Nói chung là bây giờ mấy chị đòi tên quần mông cúc là hết nha. Mấy chị hiểu không? Nó không có giống mấy trang cái quần mông cúc như vậy. Mấy chị hiểu không? Áo màu mà cái quần sọc quần này quần kia chứ không có mông cúc. Mọi người trả lời vậy cho mọi người hiểu nha. Rồi bé 30kg, bé 20kg. Cho chú hỏi giùm em nè. Minh Minh Quang Trần thấy có số điện thoại mà không có địa chỉ. Rồi bé 20kg, bé 30kg đưa chị bộ có thầy đương bộ cho chị cho chị coi mẹ đương bộ thôi. Đương bộ nào cũng được chứ. Bộ ơi bộ đấy. Nè chị, em có mấy bé gì nè. Rồi tên này giúp ích lắm nghe chị Binh Trần ơi. Tên Hai Gia giúp ích chị ơi. Rồi nè, chị nào lấy chó em với chị gái nha, đẹp quá nè. Dễ thương chứ nghe bé nè, 65 ngàn một bộ, size từ 10kg tới 45kg bằng vừa. Mấy chị chốt giùm em là 6kg, bé mấy tuổi chị bên nhân viên nhà em điện chốt đơn. Chị lấy không muốn lấy hình con chuột, bé heo size hay lấy gì đó. Tôn. Này Tôn nè, chị Hoa Dại ơi, xe bự. Trời ơi bà ơi, size 65, 67 là giùm em nè. Quần dài 105 ngàn bộ nè. Chết mẹ à, tên số 1 hết đó thôi. Ở bữa về chị nhớ có 1, 2, 3 mà thôi. Vậy hả, vậy là hết số 1 rồi. Chị Dung đã tố rồi, bà hên quá à. Số 1 quần dài còn gì nữa không? Con lửng. Con lửng hả? Còn vậy là hết dài vậy chị ơi. Vậy là Ngân Nguyễn Thị Hồng nè. À rồi vậy là chiều kêu thi điện chốt đơn cho chị nghe. Chị còn đơn không? Rồi vậy là chiều em lấy kiểu kêu thi điện nha. Rồi mấy chị gái nghe, nó đẹp cực kỳ luôn, 65-67 là vừa nè. Rồi cái bộ này nè. Cái bộ này là size 50-60kg mọi người nha. 130 ngàn lượng mango từng. Đó. Đây nè chị ơi, em còn size gì không rồi nha. Đây nè. Rồi lấy bộ này comment mã 7 giùm em nè. 50-60kg bằng vừa mọi người nghe, mã số 7 giùm em. Đó, mã 7 130 mấy chị gái nha, 7 giùm em. Mọi người tranh thủ thôi, mọi người đi nấu cơm. Còn em cũng tranh thủ mọi người nha. Nè. Đó, 50-60kg bằng vừa mọi người nha. Chứ mã 1. Mã 1 em mấy chị gái nghe, lụm anh gồm 130 với chị yêu ơi. Chị yêu lấy mã 1 rồi, nói 1 em. Có mấy màu. À, nhiều màu đó chị Hoa Dạy ơi, để lỡ rồi. Em đến nè, em lên màu rồi cho chị Hoa Dạy ha. Rồi mã 2. 50-60kg bằng vừa mọi người nghe, mã số 2 giùm em. Chị yêu lấy 2, comment 2 mọi người nghe, mã 2. Mã 2 nó không có mông cúc. Trả lời vậy cho bà biết hiểu không? Nó không có giống cái trang như vậy. Mọi người đừng có đòi cái trang vậy. Không có, mọi người hiểu không? Rồi mấy chị mã 10 đó, nó có là kiểu phối như vậy hiểu không? Nghĩa là áo màu mà cái quần đó là sọc này sọc kia vậy đó. Chứ không có mông cúc gì, không có nha. Em hết á. Rồi mấy chị ơi mã 10 em nè. 50-60kg bằng vừa mọi người nghe mã 10. Ai lấy 10 comment 10 em mã 10. Rồi mấy chị yêu nha, 50-60kg bằng vừa mọi người nha. Chơi mã 5, ai lấy 5 comment 5 giùm em. Mã 5. Mã số 5 mấy chị yêu ơi, mã 5. Thay dùng ai lấy cái cây tôn sọc thói này, sọc này, dây tần đó đây. Ừ. Rồi mấy chị, 50-60kg bằng vừa mọi người nghe, mã 9 giùm em nè. Giờ nào lấy 9 chút 9 mọi người nghe. Mã số 9. Đó, 50-60kg bằng này mọi người nghe, mã 9. Rồi 50-60kg bằng đẹp mọi người nghe, mã 6 giùm em nè. Chị nào lấy 6 chung 6 mọi người nghe, mã số 6. 130 mọi người nghe, lụm anh gồ. Rồi lấy 6 comment 6 giùm em mấy chị. Mã 6. Rồi ok, mã 6 thì chị Văn Thi Lê. Ok chị Ngân Nguyễn Thị Học. Rồi mấy chị vô nghe mã cuối giùm em nè. Cái này bạn đẹp lắm mấy chị.
yêu ơi, em gửi lại cho chị đó. Cái thằng bưu điện nó hoàn đơn chị đó, là nó thu của em là như vậy là coi đâu có chị trong đây là quận đi là 56.000. 56.000 tiền khứ hồi, không tính đi bỏ cái chuyện tiền khứ hồi đen tiền đi không mà nha. Rồi nó hoàn về em gửi lại bên giao hàng nhanh cho chị đó chứ yêu. Nó để lý do hoàn đơn của chú yêu của em là khách buộc mà em không biết giờ, không lẽ giờ em mới không đi kiện mấy chục ngàn làm gì cởi đi. À, khách đi làm qua 6 giờ mới nhận được hoàn đơn. Vui không chị, vui không? Rồi, nói chứ em không vui chút xíu nào hết trơn, nó vui mà em không vui. Tại vì em biết chị là đâu có đi làm đâu. Để em chụp hình qua chị không chị cuộc. Mới gỡ lại một ngày qua đó, bữa nay chị nhận được đó. Chị mang ngồi cơm ly, yêu dấu của em. Em mới gửi chị ngày qua lại thôi đó. Chị chưa hay gì hết trơn đó cục vàng. Đúng không? Đây nè. Đẹp chưa mấy chị? Đó. Rồi, ủa sao, sao con đưa chị cái đùi? Dài đâu? Rồi mấy chị đùi nè, dễ thương không? 50-60kg bằng vừa mấy chị gái nghe tàu ô tô đẹp ghê mấy chị. Đùi 85.000. Đùi 85.000 mã đùi mà ngồi ngang 50-60kg bằng vừa. Đó, nó có quần lỡ nữa, có hình để trang gì nữa mấy chị. Nó đưa ngay mấy chị. Bảo mọi người thông cảm em nữa, đôi khi mấy chị có gì chị nói nè. Trời ơi sao đỡ hoài không lên. Mọi người ơi, mấy chị, đồ của nhà em nhiều cũng khiếp lắm kìa. Chứ không phải mọi người thấy nó có một cục một mà mấy chị dạy chạy ra lụm của nó ngay đâu. Hiểu không? Nó nhiều lắm. Nó bây giờ phải, nó phải chạy đi ra nó kiếm đó. Em nói thiệt mọi người, trời ơi nhiều lắm mấy chị nè. Mấy bà coi nè. Trời ơi đây nè, nội vàng ở đây mọi người thấy không nè. Nội ngàn, nội cái vàng chỗ này không là đâu ngàn bộ mấy chị nghe. Nó một cây là gần trăm đó, cây gần trăm là ngàn bộ đó mấy chị. Rồi mấy chị thấy dài ra trước nha mọi người nghe, nói vậy nè, cởi em nói trước mọi người nghe, nó nhiều dữ lắm. Nó để mọi người kêu em là nó lên sống lên đây mấy chị nè. Trời ơi mấy bà ơi, trời ơi mấy chị nè. Đó, khủng khiếp lắm, đùi đó 47kg vừa đó chị. Bạn mặt là lửng. Đây mọi người nè, đồ của em nè. Đó, rồi mọi người kêu em á là sao mà chị kêu không lên mọi người nha. Đó, rồi bây giờ nó đi kiếm cái lửng không ra luôn nè mấy chị thấy không? Cái cà lửng cái đùi ở đâu? Đây nè, mà nói cái này là đùi nữa hả? Đùi đó. Này đùi nữa hả? Cái đùi luôn. Giờ cà lửng đâu trời? Đang kiếm nè. Ừ, thường mà không chỉ chắc kế bên nhau mà. Ừ, mà sao em không cà lửng? Đó, đây mấy chị nè. Rồi mọi người kêu em nè, nó vậy nè, thông găng ở trên đây nè mọi người thấy, nó hết chỗ để lên tới đó luôn mọi người thấy không? Trời ơi mọi người nghe nè. Đó mọi người thấy không, nhiêu ngàn bộ. Bữa để rồi mà cái hồn giờ qua giờ lại cái không nhớ nữa nè. Rồi mấy chị nghe con pyjama nè. Mấy bạn muốn mua vậy. Mấy chị đừng hỏi em mua vậy cơ nè. Trời ơi mấy chị nè dập ly mà em chưa có không lay dập ly nè mọi người đó. Đó nè. Nó có xúc không cái gì. Ở gì bộ em mặc là quần lửng nha. Giờ này còn lay nữa hả em ơi, em tính nghỉ nè chị. Á à, em tính nghỉ nè. Rồi mấy chị nè, em có bán ấm siêu tóc luôn mọi người thấy không. Đó ấm siêu tóc mấy chị gái nghe 135.000 ấm siêu tóc đó. Rồi kiếm không được luôn hết đi. Trời ơi mọi người. Đâu tờ, cái cây đó đâu tờ. Rồi kiếm không được là bó tay nghe bà Dung ơi. Bó tay đi mấy chị nè, em có quần ghi luôn nè. Mọi người thấy không, em có quần ghi nữa nè mấy chị. Đó, trời ơi. Đó, mọi người hỏi em mấy chị. Trời ơi, cái gì cũng có hết trơn á mọi người. Ở mấy chị áo phát ghi em sale giá 119.000 mọi người nghe, cái em mua phát ghi không. Rồi không biết chắc cái cây đó đâu luôn rồi. Lên tầng lửng tôn đi hả? Đang kiếm mà chị. Đang kiếm kìa, không biết làm đâu nè. Rồi bà nào nãy hỏi tôn nè, gì hỏi đuổi gì nè, đây là đuổi nè. Đuổi trung niên nè. Rồi chị nào hỏi sao len nè, sao len đây nằm mấy trăm bộ sao len đây nè. Nói mọi người thấy không, em like là mấy chị thấy không? Hình ảnh chân thật nha. Không có cái kiểu mà like đèn, like bộng gì hết trơn, mọi người thấy không? Ừ. Đây mấy chị. Rồi bây giờ nó tìm không ra rồi sao mấy chị? Tôn là phải rút nhẹ nha mọi người nha. Đó, ví dụ như cái tôn mẹ đưa bộ tôn coi nè. Nè. Lên thung găng 70kg, thung găng là không vậy ta? Đây mấy chị nè, đây cái tôn là chị lên xe nhỏ nè. Chứ thương không? Đùi chị 85.000. Mà cái tôn nhập này mọi người nghe, ít rút lắm nha. Bao nhiêu khi mọi người hay dặn em á, trời ơi Hương ơi sao cứ không lên liền. Trời ơi mấy chị ơi,
nó nhiều độ lắm. Tại mấy chị biết sao không, kiểu như mấy chị gái nghe người ta sale rẻ là em ôm về, người ta sale rẻ là em ôm về mọi nghe. Em còn ở bên kia 8 bao chưa khui nữa, bên nhà cô em cái bên nè, rồi em để nhà mẹ em nữa, tại vì không có chỗ để nữa mọi nghe, nó nên không có khui được luôn á. Rồi à, nghe xe đây. Rồi con đang la hết rút lắm, đúng rồi. Đúng rồi, cái này nó có nó ít rút lắm, này là tên nhập đó chị nha. Đẹp lắm, 85.000. Tên gì anh? Đó, đẹp cực kỳ luôn. Ok, vô hai dãy nè. Đây là chị, nè, nó có màu hồng nè, vô hai dãy ơi nè, sao bự nè chị. Hồng nó có hai hồng nha chị nha, hồng dâu với lại hồng nhí, cái này là hồng nhí nè. Cái này hồng dâu nè. Hồng dâu nè. Rồi chị, cái này là xanh lá nè chị. Tại có mua giặt rồi thấy ít chút, đúng rồi. Rồi mấy chị nghe vàng nhí giùm em nè. Đó là lấy vàng nhí chứ vàng nhí giùm em nè. Vàng tư nè chị. Vàng tư xanh biển. Rồi hoa đủ màu. Hồng sen. Rồi nè chị, xanh đậu nhí nè. Nói cho mọi người mua đồ em vậy em không yên tâm, cái gì cũng có hết trơn. Dạ đùi đó 85.000 chị nha. Đùi thun, đùi tôn nhập á chị nghe, ít giúp lắm. Đẹp lắm mọi người nha. Đây nè. Ôi ôi chị đẹp lắm. Có đồ bé mà quần dài không? Bé quần dài chị mấy tuổi mấy ký nha chị yêu ơi. Đó đây là chị Hoa dạy to này đẹp lắm. Chị Hoa dạy ơi, to này em biết bán biết bao nhiêu lần rồi đó. Cái mẫu to này em bán biết bao nhiêu lần rồi nghe, mà dạy nhiêu là hết trơn nhiêu à. Rồi 105.000. Lấy gì vậy ta? Vậy hả? Rồi này chốt em chị Hoa dạy ơi. Đẹp quá ha. Giờ tiền không ra luôn hết đây. Đấy mấy chị nghe màu đẹp không à, có con đùi này màu đẹp không à, có con đùi này màu đẹp không luôn á. Ủa có màu hồng đẹp biết rơi thi. Ôi ôi mấy chị nghe màu hồng đẹp cực kỳ luôn nè. Ồ xuất sắc đẹp mọi người nghe. Mấy chị bằng là mấy chị ghiền, em nói thật sự mọi người luôn. Đó nó có cái cây lửng như vậy nè, mà không biết cây lửng nằm đâu nè, thì tình tích tình rồi. Đó đây mấy chị gái nha, còn chị nào muốn mua lửng để xuống lại em kiếm đi chứ giờ hết biết nằm đâu rồi. Mọi người muốn mua lửng để ngồi xuống đây em kiếm nha mọi người nghe, gọi đọc màu với mấy chị. Đây mấy chị, dễ thương không? Đó, đây mấy chị. Tên đùi là 85.000, còn con lửng của nó này là 100.000 bộ. 100.000 bộ nha. Đó, mà không biết chắc đâu nè. Hồng dâu, xanh biển, vàng tư. Đây, hồng dâu nè, vàng tư nè, xanh biển nè. Ok, cục vàng, 3 bộ với chị Hoa dạy nè. Chị cục yêu dấu. Đẹp ghê không? Đẹp quá nha. Rồi bỏ mặt lại 130 nha mọi người nha. Đẹp lắm mấy chị. Nên mọi người nhớ bấm thích trang này giỏi trang. Cái gì em không cũng bán hết trơn mọi người nghe nè. Cái cây lâu nhà em còn bán nữa mấy chị. Thì là cây lâu nhà này nó có một cái mấy chị ơi. Có một nó đâu có tặng thêm không ta? To nó có xe nhỏ không? Có không? Có tặng mấy chị ơi. Có tặng thi ơi. Có tặng mấy chị ơi. Mấy bà ơi có tặng nè. Nãy ai hỏi em là nó có tặng thêm miếng lâu nhà không? Có tặng. Là có tặng mấy chị ơi, hai miếng nha. Hai miếng mọi người nghe, hai miếng lau nhà đàng hoàng nha mấy chị ơi. Ok, đùi vàng nha chị Hà Châu, đùi vàng nè. Đùi vàng, bộ đầu vàng là bộ nào đâu rồi? Đùi bò quá chứ nó phải màu vàng bò quá đi. Vàng bò quá. Vậy hả? Rồi mọi người nghe, cây lâu nhà em 75.000 là có tặng miếng mọi người ơi. Qua đây thì không nói với em, nãy khách hỏi em nó không biết. Này nó có tặng thêm miếng nè. Vừa 61kg à, cao mấy tấm 2 mà bạn cái size 31 nó vừa đẹp luôn á nghe mà nghe Kim Ngân ơi. Vừa đẹp luôn nghe Kim Ngân ơi. Tên quần dài mẹ đưa con bỏ đó con mẹ. Đây. Bỏ mặt là lỗ măng gồ nghe chị ngoan chằn ơi. Rồi con đẹp mọi người nghe, hơn gỡ đồ luôn, khỏi gọi địa chỉ cũ của chị. Ok chị yêu nè. Rồi bộ này mấy chị ơi 60-65 cái bằng vừa ngồi bằng trắng đẹp lắm mấy chị không nè, tặng lên là trắng thương đẹp gái luôn mọi người nha. Nó quá đẹp luôn. Ok thanh xuân trần thị cây lâu nhà đẹp lắm mấy chị, có mặt im lắm, có mặt 75.000 à. Em thầy mấy năm nay á, em mua của người ta 115.000, em thầy mấy năm nay á mà chưa nhúng nhích dễ chơi mọi người nha. Em bỏ một bơ bắt mọi người nha, nó em lao mỗi ngày luôn á. Rồi ok chị Lan Quỳnh cây lâu nhà. Dạ bộ đang mặt 130. Rồi mua lớn quá. Rồi mấy chị ơi đẹp quá nè.
quần luôn. Bộ đang mặc nè, quần nè chị. Đấy bộ đang mặc. Một bộ đùi vàng. Ủa vàng, hôm nãy sao có cầm lên bộ đồ vàng không đây? Nào vàng chưa mới lại coi bộ. Đây nè, ok nè, bộ đùi vàng với bộ đang mặc ha. Cho chị Lê Nguyễn. Đùi vàng đó. Có tiếp để bên kia không? Rồi đây là chị quần nè, nó quần nó vậy nè. Mango nghe mấy chị gái nghe, 130. 130.000 lụa mango, nhận hàng được kiểm tra hàng mấy chị yêu ơi. Rồi mọi người ơi, nhớ bấm thích trang để trang nha. Ok, chị Nguyễn Ngọc Lan lấy bộ đang mặc. Lấy bộ tên vàng màu xanh. Lấy ra với màu hồng kiểu giống vậy, ok Trần Thí. Lấy bộ xanh này nè, ok bộ xanh. Với bộ hồng kiểu giống vậy à, gọi là hồng nhí luôn. Ok, Trần Thí yêu dấu nè. Cây lâu ngày chị Hăng Ngọc dọn đơn ok. Rồi mấy chị 10 cái căn 20.000 nha. Mỗi căn 20.000. Bàn chải 10 cây 55.000. Con cháy khô gà mọi người nghe chồng em ông cắt rồi xong rồi mấy chị không nói hết rồi. Mô và cờ còn sót mấy hũ mấy chị nghe, con cháy khô gà hộp lớn nè 80.000. Hộp lớn 80.000. Ăn còn tiền đâu mua sữa bà nội. Rồi mấy chị. Hộp không cống thì 30.000. Hủ chùa nồi 39.000 nha, mấy cục vàng nha. Còn mẹ đưa đủ màu vô đông mặt cho chị Ngọc Lan coi nè. Đẹp lắm chị Lan ơi, cái này là cho chị kiểm tra hàng luôn. Nếu mà chị thích chị có thể chồng thử như em hôn nè. Như chị bạn bộ đồ chị chồng vô luôn nha chị nha. Nó gọng chặt chị báo bên em đổi size khác cho chị. Yên tâm, cứ tiếp 25.000 coi hàng thoải mái như vậy nha. Rồi nè chị, em còn hình con bò nè. Bộ này là mã số 7 nha chị gái nha. Đẹp lắm. Rồi quần ghim ghim ngăn ơi, vô trang. Vô trang đăng ngày mấy đó chị, size 31 lụa màu trong đó nha. Hoặc là bà nhắn tin em gửi cái video qua cho chị. Lụa đẹp lắm, cảm ơn chị yêu nè. Vàng bò hương. À chị muốn lấy cái bộ đùi vàng bò ha. Rồi để chút xíu em đổi lại cho chị Lê Nguyễn nha. Chị Lê Nguyễn là lấy vàng bò, chút xíu đổi lại chị cái đùi vàng bò. Ok chị ơi, trước em còn 2 cây á. Rồi nè, chị lấy bộ này chứ mã 1 nha mọi người nghe, mã số 1. Ok, bộ mã số 7 nè. Cho chị Nguyễn Ngọc Lan. Cái gì? Có cây thông bồn cầu không? 60kg dầu, 60kg là đoạn đẹp luôn. Không có, gửi chung với thanh sinh Trần Thị. Ok, chị Nguyễn Hà. Chị, cái này nè, mấy chị đẩy vô một muỗng đồ phơi đi mọi người nghe. Cái tóc mình mấy chị nghe là nó xuống luôn. Tóc, bụng, nghẹt này kia mấy chị nghe nó nghẹt cái chỗ cái đường mà mình cửa chén này kia mấy chị nghe mấy chị chế một cái đi. Nó thông mất tiêu luôn, mấy chị khỏi cần khọt dĩ chơn. Hiểu không? Để vô một muỗng hai muỗng cà phê xong mấy chị xói nước đi là nó đi xuống hết trơn luôn. Đó, 30.000. Rồi chị lấy comment em mã 1 mọi người nghe, mã 1 em 130. Rồi chị nghe mã 2. Đó, 60kg là chị bạn đẹp hơn em bạn hơi rộng. Ủa đẹp mấy chị. Rồi 50-60kg bằng nửa mấy chị ơi, mã 2 dùm em. Đó, 130.000 mấy chị gái nghe, mã số 2. Ôi mấy chị đẹp quá nè. Ok, 10 cây bằng chải chị Thu ơi, đem về xài không im trả lại cho Hương. Bằng chải chị đem về xài không im, em trả tiền lại, yên tâm. Ok Kim nha. Nha. Chị yên tâm, chị nó làm bằng than tre hoặc tính nha, rất là lành tính mà chị yêu lắm. Rồi, 50-60 cái bằng dừa. Cái mã 5. Còn chị Dung Mai muốn lấy con mèo Kitty thì comment số ký độ tuổi của bé chị em lấy cho nghe chị Dung Mai nha. Rồi mấy chị yêu nha, 50-60 cái bằng đẹp em là mã 10. Chị lấy 10 comment 10 em mấy chị ơi, mã số 10. Quá đẹp luôn mọi người nghe, mã 10 giùm em, mã 10. Rồi mấy cục vàng nha. 50-60 cái bằng dừa mã 9. Mã 9 giùm em, ok, thông cầu cho chị Thị Thu. Mã 10 cho chị Nguyễn Ngọc Lan. Rồi, lấy chế mã 9 mọi người nha. Chị nào lấy 9.9 giùm em mọi người nghe, 130.000. Nhận ngàn mọi người kiểm tra hàng thoải mái giùm em nha. Đó. Quá đẹp á chị, mã đẹp quá. Mã 9 quá đẹp rồi. Rồi, hết mã rồi chị ơi, hết rồi. Hết rồi, còn dạng nha, tại cái hàng Hằng Nghiêm á. Em bán là nó ra mẫu mới mỗi ngày mọi người nghe. Đó. Rồi mấy chị có đơn quăng vô nè. 4 cái quần lót có 85.000 nè. Chích nhật mấy chị gái nghe, chích nhật. Hàng không hơn mấy chị gái nghe đẹp lắm. Kháng khuẩn giùm em luôn.
bốn cái quần lót 85 ngàn. Anh ơi, lại đôi cái băng vệ sinh cho em anh ơi. À, điểm rồi mấy chị yêu nha, mô phật cây kéo là sao, 55 ngàn cây kéo mọi người nha, cây kéo 55 ngàn giùm em. Đúng rồi, xem không được. Ờ chị mua á, mua nên nó bị ấy đó chị, mua đó chị yêu ơi. Nó rồi ok rồi, sửa liền, xuống lên sửa liền. Rồi mấy chị yêu nha, đẹp không đó, pyjama mấy chị nghe 3D nè, đẹp không, 105 ngàn mango, nó cũng là mango mấy chị gái nha, 55-65 cái bằng giường rồi nghe, hồng 105 ngàn bán hồng. Chị nào lấy hồng chút hồng giùm em. Trời ơi cái bộ này mấy chị, đây mấy chị, bộ này nó hơi dơ mùi nó không dơ lại chạy vô cái bọc quá chị, cái bọc đó, cái này giặt ra nha mọi người nha. Trời ơi chị, rồi cuối like mọi người nha. Ai lấy chốt này mọi người nghe, đẹp quá. Ừ, mấy chị dơ. Rồi chị nào chơi mãi lõi nhẹ mọi người nghe, ông dính dơ đi, comment dính dơ mọi người nghe, 70 kg bằng vừa mấy chị, dính dơ giùm em, dính dơ này bán tặng cho mọi người 70 ngàn. Ai lấy dính dơ chứ dính dơ giùm em. Rồi bỏ ra mặt là quần lửng nha chị Doraemon rồi, chị về bỏ ra mặt là quần lửng nha chị Titimon rồi, đẹp lắm chị nè, lụa nè, mango đẹp lắm nè, nó có size với chị nha. Quần chưa mặc vừa không, quần nào chị, quần nào, quần nào, quần nào. Rồi mấy chị cái băng vệ sinh mấy chị Thái 115 ngàn cây đó, em có bán giảm cân mà ngồi nghe, rồi chị thôi nấc thôi ô được kia với chị gái nha, rồi thâm mông được kia với chị, nói chung với chị cái gì cũng có đó, em bán cái gì cũng bán cho mọi người nha, cái bán khăn là không ai mua để em bán rồi đó. Rồi cái băng vệ sinh mọi người nha, trong đây nó có 12 cây nhỏ, một cục nhỏ này nó có 4 miếng nha mấy chị gái nha, có cánh mỏng thấm hút mọi người nha, nó 115 ngàn một cây, tặng cho mấy chị thêm một cái cục băng đêm, nó xài im mọi người nha, 115 ngàn. Rồi mấy cục vàng ơi, đồ đang mặc có lập thể của em không, cái gì dính dơ, cái bộ 70 kg dính dơ ơi, size số 3X còn cái bộ nào lập thể không thôi. Ừ rồi chị Hoa dạy ơi, để em coi rồi cái gì em lấy cho chị nha, bà lấy mấy bộ, bộ 70 kg dính dơ luôn rồi, ship sao mà nó rớt ra ngoài dính dơ. Ờ, mua hương bước qua xác không thị. Rồi đang mặc ok chị Lại, lại cho thương hỏi em đi chị Lại ơi, đẹp quá này chị Lại, đẹp lắm, lấy hai bộ đi chị. Yeah. Rồi ba yếu còn có 3 bộ nè chị Hoa dạy ơi, bữa nay nó chưa có bông mớt, em đang đợi bông mớt về em hốt nữa nè chị, bé nó còn mạo trang đang mặc nè, 3D với lại bi, còn 3 bộ nè chị Hoa dạy em, như bà có mua này chưa, chưa có màu này lượm luôn đi chị, đây mấy chị nha, 6 mua đổ lên 65-67 lầy dừa 3D giùm em nè, đẹp quá chị nha. Ủa cái màu 3D đẹp quá chị yêu ơi, kéo bén không chị, tàu ô chị ơi, kéo bằng em lắm. Ok nhưng chị lại lại lấy màu đông mặt chị ơi, chị kéo mặt em lắm hả, ờ kéo mặt em lắm mấy chị ơi, trời ơi kiếm cái miếng nào cơ cứng cứng mọi người nghe, đây mấy chị nè, kéo nè, ồ ô mấy chị nè, vậy chị lại lấy bộ đông mặt các bà nội. Ừ. Còn lấy em bộ nghe, rồi hết lập thể rồi bà ơi, còn bộ nữa nè. Ừ. Đây mấy chị nè, hết giấy ra thôi. Đây mấy chị nghe kéo nè, đây chỗ em bén không,